Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 421, đám cưới đơn giản. Sau khi Trần Lão Thái Quân quay về, bà nói với Thương Mai, có chuyện này ta cần nói cho ngươi biết, ta đi tìm em gái đó của ngươi, và trả cho nó 8 nhát, chưa chết, nhưng sau đó cũng đừng mong sẽ sống tốt, 8 nhát này khắc lên trên mặt nó, sau này nó muốn dựa vào nhan sắc để kiếm tiền cũng đừng hòng. Thương Mai mặt không hề có tí cảm xúc, giết cũng không tiếc. Trần Thái Quân nhíu ngươi, giết nó. Không, lão thân không muốn giết người nữa, lão thân muốn sống yên ổn, không muốn bàn tay lại nhuốm máu. Thương Mai mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Đối với một người lính, giết chóc là chuyện thường tình, trên chiến trường không phải ngươi chết thì ta chết, nhưng giết chóc có thực sự hạnh phúc và không có gánh nặng tâm lý. Không thể nào, cho dù người mạnh mẽ như Lão Thái Quân, bà ta cũng có cảm giác nhục nhã vì tội giết người, vì vậy, sau khi bà ta lui về, bà ta cố gắng không giết người nữa. Vì vậy, trong lòng bà ta rõ ràng muốn giết Hạ Oanh Nhiễm, nhưng lòng vẫn cố kìm lại, chỉ là không muốn tăng thêm mùi máu tanh. Có lẽ, bà ta luôn cho rằng, Loan Loan có thể không qua được 19 tuổi, là do nguyên nhân bà ta giết người không gớm tay. Ả ta sống như thế này, không băng giết ả cho giải thoát Thương Mai không phải muốn an ủi bà ta, giết một người, lúc giết thì đau đớn tột cùng, nhưng sống như thế này, ả ta còn phải chịu đựng đau khổ dài dài. Vì vậy, mối thù của Hạ Thương Mai, xem như đã báo. Sau khi Nam Hoài Vương trở về, nhiệm vụ mà Mộ Dung Khanh giao phó cũng chính thức được đưa ra, yêu cầu điều tra vụ án của Giao Chỉ. Nam Hoài Vương lục lại hồ sơ cách đây 11 năm từ bên hình bộ và hầu như không phát hiện được gì, vì tài liệu và chứng cứ gần như bằng không, chỉ ghi nhận lại một vụ án. Tuy nhiên, Nghiêm Vinh đã đưa cho hắn ta một số bằng chứng đều hướng về Hàn Thanh Thu. Sau khi Nam Hoài Vương lấy được bằng chứng, đã điều tra khắp nơi, kiểm tra tính xác thực của bằng chứng. Bên kia, ngày cưới của Loan Loan và Tiêu Thác đã đến, bây giờ Loan Loan không thể đứng dậy làm lễ. Nhưng ngày cưới cũng không thể trì hoãn, bởi vì Lão Thái Quân nói sắp tới sanh thần của nàng ta, nên trì hoãn ngày cưới không biết sẽ xảy ra điều gì bất lành. Vì vậy, sau khi hai nhà thương lượng, vẫn thành thân theo ngày định sẵn, nhưng không phô trương, sau khi Loan Loan hồi phục, sẽ tìm ngày khác tổ chức yến tiệc. Loan Loan miễn cưỡng vẫn có thể mặc áo cưới, nhưng cũng nhờ Thương Mai châm kim giảm đau mới mặc được, Kiệu Hoa có lót thêm tấm nệm mỏng, và phải có người ngồi cùng vì sợ nàng ta sẽ ngã. Người ngồi cùng đương nhiên là Thương Mai, ngồi trong chiếc hoa kiệu lớn này, nàng nghĩ đến đám cưới của mình và bật cười. Nửa người của Loan Loan phải dựa vào Thương Mai, suy nhược, nhưng rất hưng phấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Thương Mai cũng mừng cho nàng, nhưng cũng khó chịu cho nàng, lễ thành hôn này thật sự không ra gì, nàng ta không thể nào bái đường. Ngự y nói từ chân tới xương thật ra không quá nghiêm trọng, con dao đâm nàng không quá sắc bén. Nhưng bị thương vào tận xương cốt, may là Loan Loan còn trẻ, khả năng hồi phục mạnh, đương nhiên chủ yếu là do vị đại phu này ở đây. Vừa rồi khi muội được khiêng lên kiệu hoa, tổ mẫu của muội đã rơi nước mắt, Loan Loan, có nhiều người quan tâm đến muội, muội nên cảm thấy hạnh phúc. Thương Mai nói. Đúng vậy, muội rất hạnh phúc, Loan Loan rơi nước mắt, trong lòng bắt đầu tràn đầy cảm xúc không nỡ xa gia đình. Khi kiệu hoa đến hầu phủ, theo quy tắc là bà Mai cõng nàng ta ra khỏi kiệu đi vào trong, nhưng Tiêu Thác đã đợi ở cửa, chàng không an tâm cho bất cứ ai chạm vào Loan Loan, nên nhất quyết phải do đích thân chàng cõng nàng vào. Chàng cẩn thận không chạm vào vết thương của nàng hết mức có thể, Thương Mai đi theo bên cạnh, nàng chưa từng thấy một Tiêu Thác nghiêm túc như vậy. Sau lần này, chàng thấy trân trọng Loan Loan hơn và chàng sẽ không nóng nảy nữa. Vì Loan Loan bị trọng thương, nên mọi người chỉ ăn bữa cơm bình thường rồi rời khỏi. Ngày hôm sau, Tống Đoan Dương chuẩn bị rời kinh về nước, trước khi đi, Tống Đoan Dương nói với Mộ Dung Khanh, Nghi Phi từng lén lút bàn bạc âm mưu với người của ta Công Tôn Yến, Nghi Phi này, hãy cẩn thận. Mộ Dung Khanh nói, đa tạ, bảo trọng. Lưu Nguyệt rất lo lắng về việc về nước, nàng ta đã quen với cuộc sống nhàn rồi, nghĩ đến việc về nước bị nhốt trong Đông Cung, nàng rất lo lắng, luôn nghĩ cách làm sao thoát thân. Tuy nhiên, Tống Đoan Dương đã xua tan phiền muộn của nàng, tính cách như nàng. E rằng sẽ không thể vào cung, cho nên cứ ở ngoài cung đi. Vậy thì ta sẽ về Diêm Bang, Lưu Nguyệt vui mừng nói. Sao cũng được, Tống Đoan Dương nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt lại có một chút vô định. Ý Nhi và Lương Vương cũng không muốn rời xa, nắm tay nhìn nhau, Ý Nhi nhẹ nhàng an ủi, chàng đừng lo lắng, thiếp sẽ trở lại sớm. Ừ,
mọi chuyện cẩn thận một chút, ta sẽ nói với hoàng tổ mẫu sớm nhất có thể về hôn lễ của chúng ta. Lương Vương cũng rất ngạc nhiên, Tiêu Thác đã thành thân, hắn còn chưa thành thân, Tiêu Thác còn trộm dừa của hắn. Đội quân của Thái tử Lương Quốc đã đi ra khỏi thành, Lương Vương đứng trên tường thành, cùng với Mộ Dung Khanh đứng bên cạnh. Nhìn đội quân từ từ xa đi, Mộ Dung Khanh nói, Thái tử ngang bướng, ta sợ sẽ vô dụng, người nghĩ như thế nào? Lương Vương nhìn hắn, ta nghĩ thì được gì? Ngươi là người nhà Mộ Dung, Mộ Dung Khanh nhíu ngươi. Hoàng thúc cũng vậy, Lương Vương phản bác. Cho nên bổn vương trong cơn nguy cấp, đã làm nhiếp chính vương. Dù gì người đã trở thành nhiếp chính vương, chỉ bằng tiến thêm một bước. Lương Vương nói. Mộ Dung Khanh không vui nói, làm người không thể được voi đòi tiên. Lương Vương cười nói, không phải sao. Chẳng lẽ người muốn ta thân thể tàn phế, vất vả đôi co dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn sư tử bên cạnh để leo lên ngai vàng sao? Mộ Dung Khanh trông rất tức giận, ngươi là người của nhà Mộ Dung, cũng nên gánh một số trách nhiệm. Lương Vương rúc vào tường, thần thái điềm đạm nói, không, không có chuyện gì ta nhất định phải gánh vác, ngoại trừ việc của ta, nhà Mộ Dung còn có bao nhiêu con cháu kiệt xuất, cửu hoàng thúc thì sao? Hơn nữa, không phải hoàng thúc đã nâng đỡ cho Mai Phi sao? Tam hoàng đệ cũng không tệ, thúc có dự định này không? Mộ Dung Khanh không nói gì, hắn đã có dự định này, nhưng nếu hắn nguyện ý làm thái tử, hắn cũng không nhắc tới tam hoàng tử cùng Mai Phi, chính là biết hắn không đồng ý. Tốt thôi, Mộ Dung Khanh dừng lại, ta không quan tâm ngươi sau này làm gì, nhưng hiện tại ngươi phải hợp tác với bốn vương, phô bày dã tâm ngươi muốn tranh giành ngôi vị thái tử. Thúc muốn ta dọn đường cho tam hoàng đệ. Được, Lương Vương đồng ý ngay. Hai người đứng một hồi, Lương Vương đột nhiên nhẹ giọng hỏi, phụ vương thật sự không ổn sao? Mộ Dung Khanh không nói gì, có nghĩa là không phủ nhận. Ông ta rốt cuộc bị bệnh gì? Sao không thể để Thương Mai vào thăm khám? Lương Vương hỏi. Mộ Dung Khanh lắc đầu, hoàng tổ mẫu không đồng ý, phụ vương ngươi cũng không đồng ý. Kỳ thực khi phụ vương của ngươi băng hà, mọi người trong Hy Vi Cung đều bị chôn theo, ông ta sớm đã hạ chỉ là chưa tuyên bố. Lương Vương sửng sốt, nghiêm trọng như vậy sao? Đây là bệnh gì? Mộ Dung Khanh nhìn hắn, thờ ơ nói, ngươi cho rằng mắc bệnh gì khiến hoàng huynh phải hạ chỉ giết Lục Công Công, Bao Công Công đã đi theo ông ta bao nhiêu năm nay? Bệnh gì mà không thể cho người khác biết? Bệnh gì không thể công cáo thiên hạ? Lương Vương suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên sửng sốt, trời ạ, không phải là... Mộ Dung Khanh chậm rãi gật đầu, ừ. Lương Vương khẽ lắc người, không tin nói, sao có thể chứ? Chương 422, chết đến nơi rồi. Hôn lễ trải qua trong niềm vui và bi thương, Tiêu Kiêu vẫn chưa có chút tin tức. Hạ Lâm đến Hàn Sơn, và nói sẽ quay về trong hai ngày, nhưng không quay về, chỉ nhờ bé mập sún răng quay về thông báo tạm thời không về. Còn tình trạng của Tiêu Kiêu, bé mập không nói gì. Tráng Tráng không truy hỏi. Cũng không nói là đi gặp Tiêu Kiêu, nàng chỉ ở trong kinh chờ đợi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình của Tráng Tráng cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, thỉnh thoảng vào cung thỉnh an, thỉnh thoảng đi gặp Hồ Hạnh Nhi và Thương Mai, nhiều nhất là ngồi trong phủ tĩnh lặng. Kết quả điều tra của Nam Hoài Vương đã có, đúng như mọi người dự đoán, kết luận của hắn là Hàn Thanh Thu đã giết Giao Chỉ, cuối cùng thì, Hưu Thư cũng có thể tự tin xuất hiện trước mọi người. Bia mộ của Hàn Thanh Thu bị dỡ bỏ, một tội nhân. Không nên có bia mộ, và ả ta cũng không phải là người của Tiêu gia. Mấy ngày sau, Mộ Dung Khanh đều đi sớm về muộn, còn Thương Mai ban ngày đến Lương Phủ chữa trị vết thương ở chân cho Lương Vương, tối thì về phủ chuẩn bị bữa tối, dạo gần đây, bữa tối đều do nàng làm. Quế Viên điều chuyển đến phòng sổ sách, kế toán tiên sinh nói hắn rất tiêm lực, đồng ý chỉ bảo hắn, chuyện này khiến Thương Mai rất an tâm. Ngày tháng trôi qua rất yên ả, nhưng ai cũng biết rằng sự bình lặng này sẽ không kéo dài. Đúng như dự đoán, ngày hôm đó nàng vừa từ Lương Cung về thì A Phúc đến và nói rằng Quý Thái Phi muốn gặp nàng. Thương Mai nhớ lại sau khi gả vào nhà này, vẫn chưa sống qua với bà mẹ chồng này, cũng chưa từng đi thỉnh an, lần này đột nhiên bị triệu vào cung, chắc chắn không có ý tốt. Vương Phi, Thái Phi đột nhiên triệu kiến, sợ rằng sẽ có chuyện, có cần đợi Vương gia về cùng đi với người không? Ma Ma hỏi. Thương Mai suy nghĩ một hồi, không sao cả, ta đi xem bà ta muốn cái gì. Nhưng mà, Quý Thái Phi không dễ đối phó, nếu người đi gặp bà ta như vậy, sợ người sẽ bị thiệt thòi. Ma Ma rất lo lắng. Không sao, bà ta sẽ không dám ra tay với ta trong phủ.
ta cũng muốn xem bà ta áng binh bất động bao lâu nay, rốt cuộc đang có ý đồ gì. Thương Mai nói, ma ma vẫn chưa yên tâm, hay là nô tỳ đi với người nha? Cũng được, Thương Mai đáp lại. Ma ma gọi Đao lão đại tới, và cả hai đi cùng Thương Mai đến Thanh Ninh Cung. Từ khi gả vào đây, Thương Mai chưa từng đến đây, Thanh Ninh Cung trông rất cổ kính, dĩ nhiên rồi, đây là thời cổ đại mà. Tuy nhiên, ở đây có một chút khác biệt so với suy nghĩ của Thương Mai, có rất nhiều bức thư pháp, đồ cổ, tranh họa treo trong sảnh, đồ nội thất đều được làm từ gỗ hoa lê hoặc gỗ hồng thượng hạng, bức bình phong bằng ngọc chỉ là thứ có vẻ hơi hư ảo, bởi vì bức bình phong được chạm khắc một con thanh điểu đang bay, có cảm giác rất đột ngột. Quý Thái Phi đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ở giữa đại sảnh, mặc một chiếc áo khoác thêu hoa bằng gấm màu đen, búi tóc cao, một vẻ quý phái từ trước giờ không thay đổi. Thời tiết hơi lạnh, nên trong nhà có đốt than hồng, nhiệt độ trong nhà so với bên ngoài chênh lệch ít nhất 10 độ. Thương Mai cởi áo ngoài, đưa cho Tiểu Khuyên, tiến về phía trước cúc cung thỉnh an Quý Thái Phi. Quý Thái Phi nhìn nàng, khuôn mặt từ từ nở nụ cười rất không tự nhiên, như cố gắng mở miệng ra, nào, ngồi xuống. Thương Mai đa tạ, và sau đó ngồi xuống. Quý Thái Phi nhìn ma ma và Tiểu Khuyên, các ngươi ra ngoài trước đi, ai ra muốn nói chuyện với con dâu Thương Mai. Ma ma nhìn Thương Mai liền nói, đi đi, nghe theo chỉ thị của Quý Thái Phi. Ma ma không yên tâm nên mới đi theo, nhưng lại bị đuổi ra ngoài, thật sự rất lo lắng, nhưng không thể làm trái ý của Quý Thái Phi, đành phải lui ra ngoài cùng Tiểu Khuyên. Cánh cửa đóng lại, A Phủ đứng bên cạnh Quý Thái Phi, thậm chí không dâng cho Thương Mai một tách trà. Tuy nhiên, cho dù được dâng lên, Thương Mai cũng không thể uống, bên cạnh nàng có một người rất giỏi hạ độc ngãi. Người sống trong vương phủ có quen không? Quý Thái Phi ân cần hỏi. Thương Mai mỉm cười, tạ ơn Quý Thái Phi quan tâm, thần thiếp sống rất quen. Quen thì tốt, trong phủ cũng không có quy tắc gì, người tự tại quen rồi, lời của Quý Thái Phi, đây không phải là mỉa mai, chỉ là lối nói quen thuộc của bà ta. Thương Mai vẫn cười và không nói gì. A Khanh không thân thiết lắm với Ai Gia, nhưng tình cảm hai mẫu tử vẫn còn đó, ngươi là thê tử, có thể qua đây thăm Ai Gia nhiều hơn. Quý Thái Phi nói với vẻ mặt thoải mái, không còn nét uy nghiêm như lúc nãy bước vào. Thương Mai đáp, vâng. Quý Thái Phi gật đầu, trước đây Ai Gia có chút hiểu lầm ngươi, cũng làm qua những chuyện làm tổn thương ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ hả? Thương Mai bật cười trong lòng, không để tâm ư, làm sao có thể không thể để tâm, suýt chút nữa thì bà ta đã giết chết nàng. Không đâu, Thương Mai nói rất chân thành, không để trong lòng nhưng vẫn nhớ trong đầu, không bao giờ quên. Quý Thái Phi nhìn sợi dây vòng trên cánh tay của nàng, cảm thấy chướng mắt, bất mãn nói, sợi dây trên cánh tay của ngươi thật không đẹp mắt, cởi ra đi. Thương Mai sờ sờ, không sao, quen là được. Quý Thái Phi nhìn chằm chằm nàng, Thái Hoàng Thái Hậu ban cho ngươi đúng không? Vâng, đây là lần đầu tiên Thương Mai đối thoại trực tiếp với Quý Thái Phi, không hề biết ngôn từ của bà ta lại bén như vậy. Ngươi cho rằng sợi dây này có thể bảo vệ ngươi cả đời sao? Quý Thái Phi cười nhạt. Thương Mai lắc đầu, ta chưa từng nghĩ như vậy. Quý Thái Phi trợn mắt ngoác mồm, người biết thì tốt, người rất thông minh, Ai Gia rất thích giao thiệp với người thông minh. Thương Mai đáp, Quý Thái Phi quá khen. Quý Thái Phi nhìn nàng, không nói gì, giữa hai người thoáng chốc im lặng. Thương Mai cúi đầu, nàng biết là Quý Thái Phi đang xăm soi nàng, Thương Mai thật sự rất tò mò, không biết hô lô của bà ta bán thuốc gì. Một lúc sau, Quý Thái Phi chậm rãi nói, hết chuyện rồi, người có thể đi. Thương Mai không ngạc nhiên chút nào, chỉ đứng dậy cúi đầu nói, dạ, xin cáo lui. Vừa bước tới cửa, sau lưng nàng đã vang lên giọng nói của Quý Thái Phi, hạ Thương Mai, ngươi không muốn làm một người bình thường, ngươi có bao giờ nghĩ, một khi Hoàng thượng tỉnh lại hay Thái tử lên ngồi, A Khanh và ngươi sẽ có kết cục gì không? Cuối cùng cũng nói ra, Thương Mai quay đầu lại, cảm thấy có chút sững sờ, Thương Mai ngu muội, không biết ý của Quý Thái Phi là gì. Ngươi biết. Đừng giả vờ như không biết gì trước mặt của Ai Gia, người cố gắng trèo lên cao, người muốn gì, Ai Gia biết rất rõ. Thương Mai mỉm cười, Quý Thái Phi quả nhiên có con mắt tinh tường, ngay cả ta cũng không biết ta muốn gì, Quý Thái Phi lại biết. Quý Thái Phi cười nhạt, đôi mắt vẫn sáng ngời sắc sảo, trước mặt Ai Gia, người đừng giả bộ nữa, người muốn địa vị hoàng hậu, muốn mẫu nghi thiên hạ, người tuyệt đối không muốn khuất phục trước bất kỳ ai, người thông minh như ngươi. Nên biết rằng một khi Hoàng thượng tỉnh lại hoặc băng hà, A Khanh sẽ mất quyền lực, trong thời gian nó làm nhiếp chính vương,
nó đã đắc tội rất nhiều người, có nghĩ đến hậu quả chưa? Thương Mai đáp, vậy quý Thái Phi có cách nào không? Quay về thuyết phục nó, ngôi vị này sẽ dễ dàng lấy được, tại sao nó lại phải từ bỏ? Quý Thái Phi cuối cùng nói mục đích kêu Thương Mai vào đây. Thương Mai hành lễ, chuyện ở trong triều, ta không có quyền can thiệp, cũng không được can thiệp, còn vương gia dự định làm thế nào, phận làm thê tử, chỉ nên phục tùng. Quý Thái Phi giễu cợt, lúc nãy ai ra khen ngươi thông minh, không ngờ ngươi lại hồ đồ như vậy, chết đến nơi rồi còn không biết. Chương 423, Đồng Mệnh Cổ. Thương Mai biết câu nói này tuyệt đối không phải không duyên không cớ mà nói ra, cô giả bộ không hiểu nhìn bà ta, ý của Quý Thái Phi là. Quý Thái Phi lạnh lùng nói thật nói cho ngươi biết, Hoàng thượng sắp băng hà rồi, nếu như ngươi còn muốn giữ được quyền thế của Nhiếp Chính Vương Phi của ngươi thì nên tính toán cho tốt đi. Ngôn tình ngược. Thương Mai thầm giật mình trong lòng, Hoàng thượng sắp băng hà rồi. Nhưng bà ta sao lại biết chứ? Tin tức của Hy Vi Cung đều được bảo mật, chuyện này, ngay cả Mộ Dung Khanh cũng không biết. Chuyện này không thể nào, A Khanh chưa từng nói. Thương Mai nói. Nó biết cái gì chứ? Nó nếu như có đầu óc thì nên nắm chắc quyền lực trong tay vì mình làm chút chuyện, nhưng cái nó bây giờ làm, chỉ là vì người ta làm giả ý, uổng phí cái đầu óc của nó. Quý Thái Phi lạnh lùng nói. Thương Mai không có lên tiếng, trong lòng đang tính toán độ chân thật trong lời Quý Thái Phi. Quý Thái Phi hôm nay tìm tới cô, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cô khuyên Mộ Dung Khanh đoạt vị trí hoàng đế, nhưng cô luôn biết Mộ Dung Khanh không có lòng làm hoàng đế, bà ta cũng luôn ủng hộ Nam Hoài Vương. Tại sao đột nhiên từ bỏ? Trừ phi, là bà ta biết phân. Thắng không cao, nhưng tại sao phần thắng không cao? Bởi vì hoàng đế sắp băng hà rồi, thời gian không nhiều. Thương Mai đều luôn muốn biết hoàng đế rốt cuộc mắc bệnh gì, hơn nữa trước đây từng nghe nói Quý Thái Phi tìm Đạo Đức nguyền rủa hoàng đế. Đương nhiên, cô không tin hoàng đế là vì nguyền rủa mà mắc bệnh, nhưng, không thể gặp người không thể chẩn trị, bệnh này sợ rằng không thấy thì không rõ được. Hoàng thượng rốt cuộc mắc bệnh gì? Thương Mai dò hỏi. Quý Thái Phi hừ nói, nghĩ cũng biết. Nghĩ cũng biết, cô thật sự nghĩ không hiểu, có điều, Quý Thái Phi tuy bộ dạng điềm nhiên, sợ rằng ngay cả chính bà ta cũng không biết. Nhưng, nếu như bà ta không biết hoàng đế mắc bệnh gì, tại sao biết hoàng đế sắp băng hà? Bây giờ ngoài Hy Vi Cung, người duy nhất biết tình trạng của hoàng đế chính là Hoàng Thái Hậu, lẽ nào là bên cạnh Hoàng Thái Hậu có nội gián? Không kỳ lạ. Quý Thái Phi nhất định sẽ có người của mình cài trong cung. Nếu như hoàng đế sắp băng hà, Mộ Dung Khanh thật sự phải ngay lập tức nghĩ đối sách ứng phó, may mắn bây giờ Lương Thái Phó không dám quá lộ liễu, Thái tử lại bị cấm túc, Hoàng hậu bị phế, bên đó tạm thời không lo lắng. Quý Thái Phi nếu như không có chuyện gì khác, Thương Mai xin cáo lui trước. Quý Thái Phi nhàn nhạt nói, đi đi. Thương Mai xoay người, kéo cửa ra, giọng nói của Quý Thái Phi lại âm trầm truyền đến, đúng rồi. Người tinh thông y thuật, biết cái gì là đồng mệnh cổ không? Trong lòng Thương Mai lột bột một tiếng, lần nữa quay đầu, ánh mắt đã có hơi lạnh, không biết, Quý Thái Phi có ý gì? Quý Thái Phi cười nhạt nói, quay về cha đi, sau khi biết đồng mệnh cổ là gì ngươi sẽ quay lại tìm ai ra? Thương Mai rảo bước rời khỏi. Ma ma và Đao lão đại tiểu khuyên chạy theo, làm sao thế? Thương Mai trầm giọng nói, ma ma, trong cung có phải có rất nhiều sách y không? Phải, Thái Y Viện có phòng sách chuyên dùng, cất giấu rất nhiều sách y. Ta lập tức vào cung một chuyến, Tiểu Đao đi với ta, các ngươi đều ở lại trong phủ, nếu như vương gia trở về hỏi thì ngươi nói ta có chuyện ra ngoài rồi. Vương Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma ma nắm cổ tay của cô hỏi. Trong lòng Thương Mai tự nhiên hoảng, nghĩ tới ma ma ở trong cung nhiều năm, có lẽ sẽ nghe nói tới đông mệnh cổ cũng không chừng. Cô hỏi, ma ma, người biết cái gì là đông mệnh cổ không? Ma ma gật đầu, biết một chút. Đồng mệnh cổ là gì? Người trúng đồng mệnh cổ sẽ có triệu chứng gì không? Thương Mai hỏi. Ma ma trả lời, đồng mệnh cổ, giống như tên, là hai người trúng cùng một loại cổ độc, chia thành mẫu cổ và tử cổ. Sau khi mẫu cổ chết, tử cổ cũng sẽ chết. Vậy sau khi tử cổ chết, mẫu cổ có phải cũng sẽ chết không? Ma ma lắc đầu, cái này thì không biết. Vậy người trúng cổ thì có triệu chứng gì? Ma ma cũng lắc đầu, cái này nô tỳ thật sự không biết, hay là người đi hỏi viện phán đại nhân, nghe nói ông ta đối với thuật phu cổ cũng có nghiên cứu. Ta bây giờ đi vào cung, Thương Mai không chậm trễ nữa, lập tức dẫn Đao lão đại vào cung. Thương Mai sau khi vào cung trực tiếp đi tìm viện phán, hỏi chuyện đông mệnh cổ.
Viện phán nghe được đồng mệnh cổ thì rất kinh ngạc, Vương Phi, người hỏi như vậy, có phải gặp được người chúng đồng mệnh cổ hay không? Không chắc chắn, ta không hiểu nhiều vu cổ, không thể phán đoán chính xác. Thương Mai trong lòng vẫn rất hoảng hốt, trước đây phát hiện mạch tượng và tim của Mộ Dung Khanh đều có hơi bất thường. Viện phán dẫn Thương Mai đi vào phòng sách này rất lớn, từng kệ sạch nhìn không thấy tận cùng để vô số điển tịch. Đâu là sách y? Thương Mai rất kinh ngạc, không ngờ trong cung lưu giữ nhiều sách y cổ tịch như này, chỉ là cô không quá hiểu, nếu các bậc tiền bối đã truyền lại nhiều sách y quý báu để ở đây, tại sao y thuật của bản Triều Vân không tiến bộ? Cô tùy tiện rút ra một quyển, mở ra xem, chỉ là sách ghi chép thảo dược dược lý, không có lý luận thực chất gì, đều rất mơ hồ. Lại mở một quyển khác ra, vẫn là kiểu đó. Lật liên tiếp mấy quyển, cũng không có gì đáng xem, thậm chí ngay cả triệu chứng bệnh cũng không có viết. Những sách ghi này, tại sao tập trung ở đây? Thương Mai đi qua, hỏi viện phán đang tìm sách. Đa số những sách ghi này đều lưu lại từ tiên triều, trong dân gian của triều Đại Chu cũng có rất nhiều, đều tập trung ở đây, là thư tịch để phục vụ cho việc giảng dạy, tham khảo cũng có rất nhiều, nhưng không có người sắp xếp rất hỗn loạn, mò kim đáy bể, thỉnh thoảng có thể tìm được mấy quyển hay. Thương Mai ừng một tiếng, nếu như là như thế, khó trách không có người đến đọc sách. Đổi lại là cô cũng không có nhẫn nại ở trong biển sách này tìm được một hai quyển sách hay. Viện phán tìm mãi, tìm khoảng 15 phút, mới kinh hỉ nói, tìm được rồi. Thương Mai đi qua, nhìn thấy một quyển sách tàn khuyết không đủ trong tay ông ta, ngay bìa sách cũng không có. Mấy trang đầu bị xé rách chỉ còn lại một góc. Viện phán mau chóng lật sách, lật từ đầu đến cuối, ở cuối sách cuối cùng nhìn thấy đông mệnh cổ. Nhưng, cuối trang lại là tàn khuyết, chỉ có nửa trang. Thương Mai cầm tới chỗ có ánh sáng mở đọc, đồng mệnh cổ, mẫu cổ tử cổ đồng mệnh, mẫu cổ có thể giải, tử cổ không thể giải, mẫu cổ chết, tử cổ lập tức chết, tử cố chết, mẫu cổ sau 3 ngày sẽ chết. Một trang sách này có ghi chép cổ trùng đồng mệnh cổ, nhưng đã bị xé rách rồi. Thương Mai đọc trước sau, phát hiện trang cuối cùng bị xé này là mới xé, là có người cố ý không để cô nhìn thấy tư liệu về cổ trùng đồng mệnh cổ. Mẫu cổ có thể giải, vậy tức là nói, chỉ cần tử cổ chết rồi, mẫu cổ trong 3 ngày có thể giải cổ được, thì có thể sống tiếp. Viện phán dường như sợ cô không hiểu, cố tình giải thích. Thương Mai nhíu mày, triệu chứng bệnh thì sao? Triệu chứng trúng cổ ngươi biết không? Viện phán nói, phi thần chưa từng thấy, nhưng trước đây từng nghe sư phụ nói qua về đông mệnh cổ, người trúng cổ, 1 tháng có mấy ngày sẽ xuất hiện tim không thoải mái, mạch tượng lúc chậm lúc nhanh, đây là phản ứng của cổ độc. Nhưng ngoài cái này ra, không có vấn đề lớn gì, giống như người bình thường. Vậy nếu như mẫu cổ không chết, người chúng tử cổ có phải cũng sẽ không sao không? Phải, cổ độc trên người tử cổ là căn cứ theo cổ độc trên người mẫu cổ tiến hành hoạt động, ví dụ như mẫu cổ bình an, vậy tử cổ tự nhiên sẽ không gây chuyện, sẽ yên tĩnh tiêm phục trong cơ thể của người đó, nhiều nhất là hấp thụ một số chất dinh dưỡng mà sẽ không phóng ra độc tính. Chương 424, kiểm tra. Trái tim của Thương Mai thắt lại, vậy người chúng đồng mệnh cổ, còn có triệu chứng đặc biệt gì không? Ngoài những điều ngươi vừa nói, rất khó biết có triệu chứng gì, nhưng bởi vì cổ trùng của đồng mệnh cổ là ẩn nấp trong tim, cho nên có thể thông qua kích thích tim sẽ nhìn được phản ứng. Người đã trúng đồng mệnh cổ, kích thích vào huyệt vị tương ứng với tim, tim sẽ đau nhói, đây là hoạt động của cổ độc. Viện phán nhìn sắc mặt của cô, Vương Phi, người bệnh mà người gặp được là ai? Thương Mai lắc đầu, không. Không phải là người bệnh gì, chỉ là đột nhiên rất có hứng thú với cổ độc này mà thôi. Viện phán nói, cổ độc hại người không nhẹ, trong cung thâm sâu khó dò, Vương Phi tốt nhất đừng ở trong cung nghiên cứu, Hoàng Thái Hậu không thích. Ta biết rồi, Thương Mai nói. Ở trong cung không tìm được tin tức hữu dụng gì, khi xuất cung thì trời đã tối rồi. Trở về phủ, Mộ Dung Khanh đợi cô về ăn cơm, lần này là ma ma xuống bếp nấu, tay nghề đương nhiên tốt hơn Thương Mai. Một bàn 4 món mặn 1 món canh, canh đều nguội cả rồi. Đi đâu rồi? Mộ Dung Khanh thấy cô bước vào cửa, bèn hỏi. Vào cung thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Thương Mai hàm hồ nói. Vậy sao, Chiêu mới đi thỉnh an sao? Thỉnh an Chiêu, Thương Mai mỉm cười, múc canh cho hẳn. Kỳ lạ, ngay cả bản vương cũng không thể nói rồi sao? Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai cầm đũa lên ăn, không có gì, có chuyện gì ta nhất định sẽ nói với người. Mộ Dung Khanh ừm một tiếng, ăn đi. Ăn xong cơm, Mộ Dung Khanh bèn đến thư phòng xem công văn, Thương Mai ở nổi trong phòng, đi dạo hoa viên một vòng, suy nghĩ một lát, cầm túi châm đến thư phòng.
Sao thế? Mộ Dung Khanh thấy cô đột nhiên bước vào, khép công văn lại hỏi. Nghĩ lâu rồi chưa có kiểm tra thân thể cho người rồi, người gần đây rất bận, ta châm cứu cho người giảm mệt mỏi. Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh xua xua tay, không, bản vương lại không có bệnh, tại sao phải châm cứu? Không phải chị bệnh, chỉ là chị mệt mỏi, sau khi châm cứu, ta giúp người mát xa huyệt vị ở phần đầu, rất thoải mái. Thương Mai dỗ dành. Mát xa có thể, châm cứu thì không cần. Đang yên đang lành, ai muốn bị châm loạn chứ? Thương Mai đi tới gần, đầu gục trên bàn nhìn hắn, đến đây, cùng lắm tối nay, ta cố gắng hầu hạ người. Mộ Dung Khanh quân tử khí độ trách biến, bản vương không phải người như thế, đừng mơ dùng sắc đẹp đến mê hoặc bản vương. Cơ thể của hắn hơi hướng về trước, thật sao? Ta nói chuyện trước giờ luôn nhất ngôn cửu đỉnh, Thương Mai bảo đảm nói. Nghiêm Vinh đứng ở cửa phì cười một tiếng, Mộ Dung Khanh nghiêm mặt, đi đi đi. Đi làm việc của ngươi đi, ở lì ở đây làm cái gì? Được, thuộc hạ rất biết điều, bây giờ đi ngay. Nghiêm Vinh mỉm cười đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mộ Dung Khanh thấy Thương Mai lấy túi châm ra, hắn chỉ vào chiếc châm ngắn nhỏ, dùng loại này. Thương Mai cười nói, đương nhiên là dùng loại này rồi, châm dài là chữa bệnh, châm ngắn chỉ là kiểm tra thân thể. Thương Mai vòng qua, cởi quần áo, bắt đầu từ ngực trái, dọc theo kinh mạch ở tim châm huyệt. Thẳng đến huyệt vị trên cổ tay. Thương Mai vừa châm huyệt, vừa nhìn phản ứng của hắn. Châm xuống tất cả kinh mạch ở tim, nhất là khi châm vào huyệt đạo cuối cùng, lông mày của hắn nhíu lại, rõ ràng có hơi đau. Đau sao? Thương Mai nhìn hắn hỏi. Nơi châm huyệt không đau, nhưng nàng hạ châm cảm thấy lồng ngực rất đau, giống như bị một bàn tay bóp nghẹt vậy. Mộ Dung Khanh nói. Trái tim của Thương Mai trùng xuống, nhưng ngoài miệng an ủi đau là bình thường, chứng minh người gần đây quá bận rồi, nghỉ ngơi không đủ. Thật sao, Mộ Dung Khanh ngược lại không quá để tâm, hắn tự thấy rất khỏe mạnh. Thương Mai nói, phải, ta lại châm nữa, có cảm giác gì người nói với ta? Còn muốn tiếp tục sao? Mộ Dung Khanh không vui. Lại một lượt nữa mà, nhịn một lát là được rồi. Thương Mai nhẹ giọng nói, viên mắt đã có hơi đỏ. Lúc tiếp tục châm cứu. Mộ Dung Khanh căn cứ theo lời Thương Mai nói ra từng cảm giác của mỗi một huyệt vị. Khi kích thích vào huyệt vị tương ứng với tim, hắn hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ thấy khó chịu hoặc nhói đau, thỉnh thoảng là cảm giác nóng rát hoặc cảm giác bóp nghẹt, còn huyệt vị khác chỉ hơi đau, đây là chuyện thường gặp. Sau khi rút châm, Thương Mai chẩn đoán mạch tượng và nhịp tim. Tần số nhịp tim không khác gì người bình thường, nhưng, nghe lâu rồi, bỗng có thể cảm giác tim dừng đập 2-3 giây, sau đó lại khôi phục bình thường. Vừa rồi lông ngực có phải không thoải mái không? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nghĩ một lát, phải có hơi không thoải mái, gần đây cứ như thế, thỉnh thoảng xuất hiện một lần có cảm giác không thở được, có lẽ là giống như lời nàng nói, gần đây thật sự quá mệt rồi. Thương Mai cúi đầu, một tiếng, lặng lẽ cất châm đi. Sao thế? Mộ Dung Khanh thấy cô cứ mãi cúi đầu thu dọn, chỉ mấy chiếc châm đó mà thu dọn rất lâu. Không có, bỗng nghĩ tới một vài chuyện không vui. Thương Mai ngẩng đầu, vết nước mắt đã che đậy đi rồi. Sao đang yên đang lành lại nhớ đến chuyện không vui? Mộ Dung Khanh thấy cô khóc rồi, trái tim cũng có hơi khó chịu, hắn cũng chưa từng thấy cô vô cớ rơi lệ như thế. Đưa tay kéo cô lại, để cô ngồi trên chân của hắn, nếu như là chuyện trước đây, đều đã qua rồi. Thương Mai ôm cổ của hắn, cằm tựa vào vai của hắn, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cô vẫn không chắc chắn, trước tiên đừng tự mình dọa mình. Cô hít thở sâu vài hơi, khi đối diện với hắn lần nữa thì đã là nụ cười rạng rỡ rồi, không sao rồi, chỉ là thỉnh thoảng thương cảm. Từ khi nào biến thành người đa cảm như vậy chứ? Mộ Dung Khanh nhíu mày, thật dọa người. Dọa người rồi sao? Thương Mai phì cười, cố ý chọc người vui đó. Mộ Dung Khanh tự nhiên không tin, có điều, cũng không truy hỏi, được, chịu đi, nàng vui vẻ là được. Thương Mai lặng lẽ đứng dậy, vòng ra đằng sau hắn. Ngón tay ấn lên huyệt thái dương của hắn, ta đã nói muốn giúp người mát ma. Không cần, nàng cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, bản vương xem xong sẽ về. Mộ Dung Khanh dịu giọng nói. Hắn cũng hiếm khí có ngữ khí dịu dàng như thế, ẩn chứa sự cưng chiều. Không cần xem nữa, không bằng, cùng ta ra ngoài đi dạo đi. Thương Mai kéo tay hắn đứng dậy. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lát, được thôi, từ khi thành thân đến nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bản vương cũng không có tử tế ở bên nàng. Hắn đứng dậy nắm tay của cô, đi ra ngoài. Trong hoa viên treo đèn lông da dê,
Sau khi đi ra, nhiệt độ hạ thấp, Mộ Dung Khanh ôm chặt cô, lạnh không? Không, Thương Mai ngẩng đầu, mỉm cười với hắn. Ngốc, Mộ Dung Khanh vuốt tóc của cô, ôm cô đi về phía hồ. Mặt hồ còn chưa đóng băng, đèn lồng ở trong gió đung đưa, ánh sáng mờ mờ, chiếu vào mặt hồ lay động. Hai người đi dọc theo bờ hồ, thỉnh thoảng nói chuyện, tiếng ếch nhái côn trùng vang lên tạo thêm chút yên tĩnh cho màn đêm. Đầu óc của Thương Mai rất hỗn loạn, bị gió đêm lạnh lẽo này thổi vào, càng cảm thấy phiền loạn, cô chỉ là có ý muốn dựa gần Mộ Dung Khanh, động tác cẩn thận đó, tự nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Thương Mai, nàng hôm nay làm sao thế? Mộ Dung Khanh dừng lại, ôm bả vai của cô hỏi. Chương 425, bệnh của Hoàng thượng. Thương Mai chui vào trong lòng hắn, đầu dán vào lông ngực của hắn, nghe nhịp tim của hắn, buồn bã nói, là có vài chuyện. Nàng nói cho bản vương nghe, có chuyện gì, chúng ta cùng đối mặt. Mộ Dung Khanh ôm chặt, phản ứng khác thường của cô khiến hắn rất bất an. Thương Mai trầm mặc một lát, phiền muộn nói, ta phát hiện, ta càng lúc càng không rời xa được người, Mộ Dung, ta cảm thấy ta chắc đã yêu người. Mộ Dung Khanh sững ra, đây là vấn đề hai người ai cũng không muốn mở miệng, tuy thật ra mọi người đều hiểu tâm ý của đối phương, nhưng trước giờ không dễ nói ra khỏi miệng, hắn cũng cho rằng, cô có lẽ cả đời cũng sẽ không nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Khanh hiểu tính cách của cô tuyệt đối không phải loại người cảm tính đó, nhất định là có chuyện. Thương Mai ngẩng đầu, ta tỏ tình rồi, người chỉ có phản ứng này. Mộ Dung Khanh lắc đầu, không, trong lòng nàng giấu chuyện, trước đây bản vương sẽ không truy hỏi nàng, giống như cuộc đời quân y mà nàng nói, bản vương đợi khi nàng bằng lòng nói mới nói, nhưng, nàng tối nay khiến bản vương rất bất an, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Thương Mai nhìn sự quan tâm trong đáy mắt của hắn, đổi sang nắm tay của hắn, chúng ta đến đỉnh ngồi xuống, người có nghi vấn gì, ta đều nói cho người, bao gồm cuộc đời quân y của ta. Hai người đến đỉnh ngồi xuống, Mộ Dung Khanh rõ ràng có hơi căng thẳng, cứ nhìn cô. Thương Mai nói trước, chúng ta làm một giao dịch, ta đem tất cả chuyện nói cho người, nhưng người cũng phải nói bệnh của Hoàng thượng cho ta. Cô tuy không biết Hoàng thượng rốt cuộc mắc bệnh gì, bản thân có cách chữa trị không, nhưng, Hoàng thượng vào lúc băng hà, mà hắn đã trúng đồng mệnh cổ, chính là nguy cơ tứ phía. Cho nên, biết bệnh tình của Hoàng thượng, cô sẽ nghĩ cách, tận lực thử. Mộ Dung Khanh lắc đầu, bệnh của Hoàng thượng, nàng không cần phải biết, bệnh này không thể trị khỏi. Chúng ta hiện nay nên thành thật với nhau, Hoàng thượng không thể băng hà, ít nhiều bây giờ không thể băng hà, biết không? Thương Mai có hơi kích động. Rốt cuộc là sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai thở dài một hơi, hôm nay, Quý Thái Phi tìm ta nói chuyện, bà ta nói với ta Hoàng thượng sắp băng hà rồi, người biết bệnh tình của Hoàng thượng, cho nên chuyện này người chắc có tính toán trong lòng, có phải không? Bản vương tuy rất lo lắng cho Hoàng thượng, nhưng, có vài chuyện chúng ta không thể. Mộ Dung Khanh lặng lẽ nói. Nhưng, Hoàng thượng một khi băng hà, đại cục trong triều sẽ càng loạn. Mộ Dung Khanh cười nhạt, nàng lo lắng chuyện này. Không cần lo lắng, Hoàng thượng trước khi băng hà, thái tử nhất định sẽ bị phế. Vậy người Hoàng thượng chọn thì sao? Lương Vương, Dạ Vương, Tam Hoàng tử, hay là Nam Hoài Vương? Sắc mặt của Mộ Dung Khanh có hơi lạnh lẽo, bà ta rốt cuộc nói với nàng cái gì? Thương Mai không có trả lời thẳng. Chỉ tiếp tục nói, muốn phò tá Lương Vương hoặc Tam Hoàng tử thì trước tiên phải trừ bỏ Nam Hoài Vương nhỉ. Sắc mặt của Thương Mai trở nên bị thương, nhưng người không thể giết hắn rồi, người cũng sẽ chết. Mộ Dung Khanh xứng người, có ý gì? Thương Mai viên mắt đã đỏ hoe, người biết đồng mệnh cổ không? Người đã trúng đồng mệnh cổ, người là tử cổ, Nam Hoài Vương chắc là mẫu cổ vừa chết, tử cổ chắc chắn chết. Là ai nói với nàng? Sắc mặt của Mộ Dung Khanh tối sầm lại, bà ta. Thương Mai gật đầu, bà ta không có nói thẳng, thật ra trước đó ta đã phát hiện mạch tượng nhịp tim của người đều không bình thường, lúc đó không nghĩ tới điều gì khác, nhưng hôm nay bà ta nhắc với ta về đồng mệnh cổ, ta lập tức vào công tìm viện phán, tìm hiểu về thông tin sơ bộ của đồng mệnh cổ, sau khi trở về châm một vòng ở kinh mạch ở tim của người, người quả thật không thoải mái. Mộ Dung Khanh châm mặc một lát, nói, không giết hắn, bản vương liền không sao. Có thể nói như thế, Thương Mai không hiểu nhiều về thuật phu cổ, nhưng, nghe ý của viện phán chính là như thế. Không giết hắn, còn có 100 cách đối phó với hắn, nàng lo lắng cái gì chứ? Mộ Dung Khanh nói, không giết hắn, tha cho hắn sao? Tha cho hắn cuối cùng sẽ nghĩ cách tranh quyền trong triều,
vậy thì, Đại Chu này ít nhất phải sóng gió mấy chục năm. Cầm tù hắn, nếu không làm được hoàng đế, hắn có 100 cách tự vẫn. Thương Mai nói. Nàng chẩn đoán chính xác không? Mộ Dung Khanh hỏi. Ta, cô không chắc chắn, nhưng, nếu như không phải là đông mệnh cổ, mạch tượng và nhịp tim của hắn đều quá không bình thường, vẫn phải, khi châm huyệt ở tim của hắn lại đau nhói, trừ phi, là bị bệnh tim, nhưng hắn bình thường nhìn trông rất khỏe mạnh, lại có thể thi triển võ công, không có triệu chứng của người mắc bệnh tim. Trước tiên đừng lo lắng linh tinh, được không? Mộng Dung Khanh ngược lại quay sang an ủi cô. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn, hoàng thượng rốt cuộc mắc bệnh gì? Không thể để người ngoài biết, lẽ nào không thể để ta biết? Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mộ Dung Khanh nói, nàng nếu như có cách chữa trị, nói cho nàng cũng không sao, nhưng loại bệnh này, từ khi phát hiện thì không ai có thể trị khỏi. Trước đây không phải nói chứng động kinh không thể trị khỏi sao? Ta cũng trị khỏi rồi, Thương Mai nói. Thương Mai không có lên tiếng, hắn vẫn đang do dự. Thương Mai lại khuyên, có lẽ ta thật sự có cách thì sao? Người cũng không hy vọng Hoàng thượng băng hà, phải không? Có một chút cơ hội, người muốn bỏ qua sao? Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhìn cô, giống như đã hạ quyết tâm, được, bản vương nói cho nàng biết. Thương Mai ừm một tiếng, nhìn hắn. Mộ Dung Khanh nói, minh đế của tiên triều, là một bạo quân, thu thuế cao, phát động chiến tranh, làm cho bách tính trời giận người oán. Minh đế khi 15 tuổi, hắn đột nhiên ngã bệnh, trên mặt trên người xuất hiện rất nhiều nốt ban, hơn nữa, bên tai còn phát hiện một mặt người nhỏ, chuyện này truyền ra, bách tính bàn luận dần dần. Đều nói là người bị hắn giết oan hồn không tan, cộng thêm ông trời trừng phạt minh đế, mới mọc ra quỷ diện sang, từ đó về sau, quỷ diện sang trở thành bệnh nguyền rủa, nhưng phàm là người mắc quỷ diện sang. Bách tính đều cho rằng là người làm nhiều chuyện ác. Hoàng thượng là mắt quỷ diện sang, Thương Mai không biết quỷ diện sang là thứ quỷ gì, nhưng, trên mặt trên người nổi ban, cái này cũng không ít gặp. Phải, nhưng trên mặt trên người đều nổi đầy nốt ban, rất kinh khủng. Hơn nữa vai trái của người có một mặt người, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không Mộ Dung gia ở trong lòng bách tính sẽ mất đi uy tín, mọi người đều sẽ cho rằng Hoàng thượng là Hoàng đế bị ông trời trừng phạt. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói. Vậy quỷ diện sang là như thế nào? Trước đây không phát hiện sao? Thương Mai hỏi. Chính là một mặt người, có mũi có mắt có miệng, còn trước đây có hay không thì không biết. Thương Mai nghĩ tới nhân diện sang mà cổ đại nói, Trung Y có ghi chép. Lở loét như mặt người, xuất hiện nhiều ở hai đầu gối hoặc khuỷu tay, mắt mày mũi miệng đều sưng phù rất ghê, bệnh này vẫn có thể ăn uống, mà Lý Thời Trần của thời Minh cũng đã từng gặp qua nhân diện sang, cuối cùng vẫn trị khỏi, đương nhiên, thời không này không có Lý Thời Trần. Không biết quỷ diện sang hắn nói và nhân diện sang có phải giống nhau không, nếu như giống nhau, vậy thì chỉ là ký sinh thai mà thôi. Có điều, ký sinh thai là có từ lúc chào đời. Cũng sẽ không có hiện tượng cả người và trên người đều là nốt ban, cho nên tình huống vẫn có hơi khác. Thương Mai nói, như này đi, người dẫn ta vào cung, ta muốn xem thử bệnh tình của Hoàng thượng. Mộ Dung Khanh lắc đầu, Thương Mai, nàng tốt nhất đừng đi, nàng một khi nhận chữa trị, chữa không khỏi, nàng không thể đối mặt với sự chỉ trích của bách quan. Hơn nữa, nếu Hoàng thượng băng hà, người có tâm cơ sẽ đẩy tội danh gì cho nàng, nàng đã từng nghĩ chưa? Chương 426, lén lút đến Hy Vi Cung. Thương Mai nói, ta biết, nhưng nếu như Hoàng thượng chữa khỏi thì cục diện khó khăn của chúng ta được giải quyết rồi, đến lúc đó người cũng có thể buông bỏ gánh nặng. Hoàng thượng còn ở đó, Thái tử và Nam Hoài Vương đều không tạo nên uy hiếp, cho dù Nam Hoài Vương không chết tâm, nhưng vị đó là Chân Long Thiên Tử, đăng cơ nhiều năm, bách quan quy tâm, không giống như Mộ Dung Khanh danh bất chính ngôn bất thuận. Hắn ta không chết tâm thì có thể như nào? Hơn nữa, Hoàng thượng khỏi bệnh nắm chính quyền, Nam Hoài Vương cũng chỉ có thể quay về Nam Quốc, ít nhất trong 3-5 năm sẽ không gây ra sóng gió gì, cô có thời gian 3-5 năm này, thiết nghĩ cũng có cách giải được cổ độc. Mộ Dung Khanh vẫn không tán thành, hắn không sợ bất cứ ai nói nhảm, cũng không sợ bất cứ ai chỉ trích, nhưng hắn không thể để Thương Mai rơi vào trong mối họa như này. Mộ Dung, để ta vào cung đi, ít nhất, để ta xem thử bệnh tình của Hoàng thượng. Ta nếu như nắm chắc thì xin chỉ vào cung chữa trị, nếu như không chắc, ta sẽ từ bỏ. Thương Mai khẩn cầu. Mộ Dung Khanh hỏi, được, nàng nói nàng ít nhiều biết về quỷ diện sang. Thương Mai lắc đầu, quỷ diện sang theo lý giải của ta là một loại bệnh mà ta trước đây từng tiếp xúc, nhưng ta không biết có phải không, còn một gương mặt nhỏ trên cổ tay của Hoàng thượng mà người nói, cái này ta phải hỏi thử trước đây có phải cũng có không,
chỉ là mãi các người không biết. Gương mặt nhỏ đó chính là quỷ diện sang, mắt quỷ diện sang, cơ thể nổi nốt ban đỏ, còn mọc ra mặt quỷ nhỏ. Ngự ý đã nói như thế với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh đối với bệnh lý cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể thuật lại lời của ngự y. Có tư liệu về bệnh tình của Minh Đế Tiên Triều không? Ta muốn xem thử, Thương Mai hỏi. Có, trong thư phòng có rất nhiều văn thư của Tiên Triều, đều là sử quan ghi chép lại, không tính là thật, nhưng chắc toàn diện. Sử quan ghi chép quá nửa là chuyện của triều đình, nhưng, cũng có vài thứ là sử quan viết riêng, lưu truyền xuống. Chỉ hy vọng vị sử quan ghi chép những chuyện đó, viết theo đúng sự thật lịch sử. Hai người lại quay lại thư phòng, tìm ra ghi chép về lịch sử của Minh Đế. Trong trang cuối này có viết, trên mặt Minh Đế mọc ra nốt ban đỏ, hơn nữa phần bụng có mọc ra một gương mặt nhỏ đầy đủ mặt mũi miệng, không có tai, miệng còn biết mở ra, giống như quỷ. Không phải mọc ở tai, là mọc ở bụng, Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh lại gần xem, ô, dần gian đồn là mọc ở tai. Trừ những cái này, dần gian còn có ghi chép liên quan đến quỷ diện sang không? Từng hỏi ngự y và thây lang, đều nói không có. Ngược lại có nữ tử mọc nốt ban đỏ, nhưng những nữ tử có nốt ban đỏ đó đều không có quỷ diện sang. Mộ Dung Khanh nói, Thương Mai trầm mặc một lát, lại xem lại chi ghép bệnh tình của Minh Đế, trong lòng ghi chép không nhiều, Minh Đế cũng không phải chết vì bệnh này, mà bị người ta giết chết. Mộ Dung, ta vẫn kiên trì vào cung xem thử, Thương Mai lại thỉnh cầu lần nữa. Mộ Dung Khanh thấy thái độ của nàng kiên quyết, biết cũng không đánh tan được ý niệm của cô, bèn nói, được, nếu nàng muốn đi. Vậy tối nay đi, đừng kinh động mẫu hậu, có điều nàng phải cải trang thành người hầu bên cạnh bản vương, đừng để người khác biết nàng từng bước vào. Được, Thương Mai đáp ứng. Mộ Dung Khanh kêu Nghiêm Vinh đi lấy một bộ quần áo của người hầu đến, Thương Mai mặc vào, lại bôi than vào mặt, một lớp đen xui, bỗng không có dáng vẻ con gái nữa. Hai người vào cung, Mộ Dung Khanh bảo Thương Mai cúi đầu cầm một hộp nhân sâm vào. Mộ Dung Khanh trước giờ đi vào không dẫn người vào. Cho nên cấm quân của Hy Vi Cung sẽ để tâm, nhưng bây giờ hắn dẫn người đi vào, cấm quân liên cản lại. Mộ Dung Khanh đanh giọng nói, tránh ra, người của bản vương cũng dám cản. Cấm quân cung kính nói, vương gia, hoàng thượng có lệnh, không cho phép người ngoài bước vào, vương gia nhận được ý chỉ của hoàng thượng có thể vào trong, nhưng không thể dẫn người khác vào. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói, vậy bản vương kiên quyết dẫn vào thì sao? Cấm quân có hơi khó xử, cái này. Người thủ vệ ở Hy Vi Cung này đều là người bên cạnh hoàng thượng được tín nhiệm, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu, hoàng thượng một khi băng hà, bọn họ cũng đều phải bồi tàng. Nhưng nếu đắc tội nhiếp chính vương, có lẽ, không đến lúc hoàng thượng băng hà thì hắn ta đã mất đi tính mạng rồi. Bây giờ ai là to nhất, đã rất rõ ràng. Cấm quân lặng lẽ lùi lại, vương gia, mời. Mộ Dung Khanh dẫn Thương Mai vào trong, một đường đi vào trong cung không ai ngăn cản. Khi bước vào tẩm điện, Bao Công Công và Lộ Công Công bước tới, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khanh, vương gia, sao lại dẫn người vào đây? Mộ Dung Khanh nói, không sao, hắn là người bản vương được tín nhiệm, hoàng thượng như thế nào rồi? Lộ Công Công thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bi thương, không quá tốt, so với trước nghiêm trọng hơn nhiều. Mộ Dung Khanh ừ một tiếng, quay đầu nói với Thương Mai, đưa đồ cho Lộ Công Công. Thương Mai đáp ứng, đưa qua. Mộ Dung Khanh nói, đây là nhân sâm ngàn năm, người cầm đi sắc cho hoàng thượng uống. Lộ Công Công nhận lấy, nhìn thấy tay của Thương Mai thì hơi sững người, lại nhìn gương mặt của Thương Mai đã cúi thấp đầu. Trong lòng Lộ Công Công có tính toán, nói với Bao Công Công, chúng ta ra ngoài đi, để vương gia và hoàng thượng ở cùng nhau một lúc. Bao Công Công cũng hiểu, nói, được. Mộ Dung Khanh bảo ngự ý cũng lui ra ngoài, trong điện chỉ có hắn và Thương Mai. Mộ Dung Khanh bước tới vén rèm ra, Thương Mai đi tới gần, chỉ thấy hoàng thượng ngủ rồi, trên mặt nổi rất nhiều nốt ban đỏ, có vài chỗ xuất hiện tình trạng mưng mủ, kết vảy, vết ban rất rõ ràng, lòi lên trông rất ghê, vì những nốt ban đỏ này, mà gần như không rõ gương mặt ban đầu của ông ta. Người kéo tay của hoàng thượng lên cho ta xem thử, Thương Mai khẽ nói. Mộ Dung Khanh cẩn thận bước tới, từ trong chăn rút tay của hoàng thượng ra, đỡ cánh tay lên. Trên cánh tay móc một mặt người nhỏ, không có tóc, to cỡ một ấm trà, nhô ra, trán của mặt người nhỏ có thể nhìn thấy huyết quản, một mắt to một mắt nhỏ, mũi cong, miệng rất nhỏ, giống như một cái lỗ nhỏ. Thương Mai lấy châm ra, muốn châm vào, Mộ Dung Khanh đưa tay cản lại, lắc đầu với cô.
Thương Mai biết hắn sợ hoàng thượng tỉnh lại, chỉ đành thôi. Hô hấp của hoàng thượng rất yếu, hiện nay cũng không biết là hôn mê hay ngủ, thỉnh thoảng thấy ông ta động một chút, nhưng không có mở mắt ra. Thương Mai thấy trên bàn có một quyển sách, nghĩ chắc là bệnh án của hoàng đế, bèn cầm lên xem. Quả thật là bệnh án, ghi chép tình trạng bệnh tình mỗi ngày của hoàng đế có các triệu chứng sốt, đau khớp, xương khớp, đau cơ, với nhìn nốt ban đỏ trên mặt của hoàng thượng, Thương Mai sơ bộ chẩn đoán là lupus ban đỏ. Nhưng lupus ban đỏ cũng có vài loại, tạm thời không thể nhận biết được là loại nào. Nếu như là lupus hệ thống ban đỏ sẽ tương đối khó khăn, là một loại nghiêm trọng nhất, sẽ gây nguy hiểm đến nội tạng trong cơ thể như khí quản, viêm màng tim, hô hấp khó khăn, hội chứng thận hư. Lupus ban đỏ ở cổ đại là bệnh nan y, gần như không thể chữa được. Hiện đại cũng không thể trị tận gốc, chỉ có thể khống chế. Đi thôi, Mộ Dung Khanh thúc giục. Thương Mai để bệnh án xuống, được. Cô ngoảnh đầu, lại liếc nhìn hoàng đế hiện nay, ở hiện đại, xem phim xem tivi, hình tượng của hoàng đế đều rất uy nghiêm. Vì ông ta là đại ca của Mộ Dung Khanh, hơn nữa biết Mộ Dung Khanh luôn tôn kính ông ta, thấy ông ta không chút sinh khí nằm ở đó chờ chết, trong lòng Thương Mai cũng không kìm được mà hơi khó chịu. Chương 427, ta muốn đi giết người. Xuất cung ở trên xe ngựa, Mộ Dung Khanh thấy Thương Mai cứ trầm mặc, bèn hỏi có manh mối không. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt của hắn vẫn có tia khát vọng, hy vọng có thể nghe thấy cô nói ra tin tốt. Thương Mai nói, nốt ban đỏ trên mặt và mặt người trên cánh tay không phải cùng một loại bệnh, nốt ban đỏ trên người hoàng thượng chắc là cũng có. Loại bệnh này gọi là ban đỏ cánh bướm, là bệnh về tổ chức liên kết mô có tính miễn dịch, được rồi, thuật ngữ chuyên ngành y học này không nói nữa, loại bệnh này, quả thật nghiêm trọng, ta cũng hiểu không thể chữa khỏi mà người nói, trên thực tế, ta cũng không thể trị tận gốc, nhưng khống chế một chút vẫn được. Nàng có thể khống chế sao? Mộ Dung Khanh gần như không dám tin, nàng từng gặp loại bệnh này sao? Loại bệnh này rất ít thấy, ít nhất ghi chép không nhiều. Ghi chép không nhiều, có lẽ là vì mọi người xem loại bệnh này thành bệnh bị nguyền rủa, xấu hổ đi gặp đại phu, cộng thêm y thuật ở đây của các người đều chẩn đoán đây là bệnh nan y, người mặc bệnh liên cảm thấy cầu y cũng không có tác dụng. Y thuật ở đây của các người, Mộ Dung Khanh nhìn cô, được rồi, trước tiên không băn khoăn điểm này, mặt người đó giải thích như nào? Đầu người nhỏ lồi lên, chắc không thể nói có thể trị khỏi chứ. Đây không phải là bệnh, đây là ký sinh thai, cổ đại gọi là nhân diện sang chứ không phải là quỷ diện sang. Nếu như kêu ta đi chữa, ta sẽ chọn phẫu thuật cắt bỏ, nhưng trong trung y cũng có thể dùng thuốc trị được, dùng mấy loại thuốc nghiên thành bột trộn lại rồi bôi lên, sau đó tự nhiên sẽ tách ra, nhưng quy trình sẽ tương đối lâu. Mộ Dung Khanh cảm thấy khó tin, nàng nói thật sao? Ta giống như đang nói đùa sao? Thương Mai không khách khí nói. Nhưng, Mộ Dung Khanh không phải không tin lời cô nói, nốt ban đỏ mà cô nói có thể khống chế, quỷ diện sang cô nói có thể loại bỏ, vậy cái này đối với cô mà nói không tính là bệnh nghiêm trọng gì rồi. Nàng là cho rằng bệnh của Hoàng thượng không nghiêm trọng sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai lắc đầu, không, lupus hồ điệp nghiêm trọng, nếu như là lupus ban đỏ hệ thống hồ điệp, bây giờ bệnh tình chắc đã đến thận và tim. Cho nên ta nói chỉ có thể khống chế chứ không thể trị khỏi. Nàng là nói, nếu như nàng chữa trị sớm hơn, có thể trị khỏi. Không, Thương Mai lại lắc đầu, bệnh này bất luận là từ giai đoạn đầu phát bệnh hay bây giờ, đều không thể trị tận gốc, cho dù là. Ta, cũng chỉ có thể cố gắng khống chế, hơn nữa sự thiếu thốn thuốc men, sẽ trực tiếp dẫn tới việc khống chế bệnh này cũng tương đối khó khăn. Nàng là nói, đây là hai loại bệnh, nàng có thể trị khỏi cái. Ký sinh thai, cũng có thể khống chế lupus hồ điệp, là ý gì? Thương Mai nói, đại khái là ý như thế. Khống chế không phải trị khỏi sao? Thương Mai nhìn hắn, Mộ Dung, trí thông minh của người đã thấp đi rất nhiều. Phải. Ta có thể khống chế tình trạng hoàng thượng phát bệnh, có thể khiến bệnh tình của hoàng thượng không nghiêm trọng hơn, nhưng ta không thể trị tận gốc loại bệnh này. Thương Mai lần nữa giải thích. Mộ Dung Khanh hiểu ý của cô, chỉ là không quá tin tưởng. Cô nói giống như không có một chút nghiêm trọng nào, nhưng, tất cả mọi người đều biết, quỷ diện sang là bệnh nan y, không thể chữa trị, hơn nữa bệnh nguyền rủa cũng không thể để người khác biết. Nàng có thể khống chế bao lâu? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai lắc đầu, ta không biết, ta bây giờ đối với bệnh tình không tính là quá hiểu rõ, đây cũng chỉ là kết quả chẩn đoán sơ bộ, tình hình còn cần kiểm tra sâu hơn mới biết được, nếu như người bằng lòng để ta chữa trị,
ta ngày mai tự mình đi cầu xin Hoàng Thái Hậu. Mộ Dung Khanh nói, nàng không cần đi, bản vương sẽ đi nói với mẫu hậu, chuyện này nàng cũng đừng nói ra. Được. Hôm sau khi nghị sự xong, Mộ Dung Khanh liền đi nói chuyện này cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu căn bản không tin cái gì mà lupus hồ điệp. Chính là quỷ diện sang, hơn nữa còn tưởng ai ra chưa từng nhắc với Hoàng đế sao. Hoàng đế không đồng ý. Nhưng Thương Mai nói có thể chữa trị, tuy không thể trị khỏi cũng có thể khống chế, mẫu hậu, hay là người lại đi hỏi thử Hoàng huynh. Mộ Dung Khanh khẩn cầu. Không, nếu nó không đồng ý, vậy thì thôi đi, bệnh này con thật sự không nên dẫn Thương Mai đi xem, nữ tử thị phi nhiêu, khó đảm bảo nàng ta sẽ chuyện này cho người bên cạnh. Điểm này mẫu hậu có thể yên tâm, Thương Mai tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, Mộ Dung Khanh nói. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, con quá không lý trí rồi. Mộ Dung Khanh thở dài một hơi, cười khổ, lý trí sao? Mẫu hậu, đó cũng là hoàng huynh của bản vương. Ánh mắt của Hoàng Thái Hậu thê lương, khẽ nói, phải, ai ra có khi cũng không có màng đến cảm nhận của con, A Khanh, làm khó con rồi. Mộ Dung Khanh lắc đầu, nếu đã không đồng ý, vậy thì thôi, đúng rồi, chuyện trong cung, Nghi Phi và Mai Phi xử lý như thế nào? Bản vương định sắp xếp Thương Mai đến quản lý sổ sách, trong cung cũng nên tiết kiệm chi tiêu rồi. Cũng tạm. Hai người bọn họ hợp tác khá vui vẻ, còn chuyện sổ sách, quả thật cần có người xử lý, Hoàng hậu. Lương Tần lúc đương nhiệm, trong cung tiêu phí cực lớn, chuyện này khó bảo đảm ngày sau sẽ bị ngự sử lôi ra nói. Vậy được, nếu đã như thế, bản vương để nàng hai ngày này chuẩn bị vào cung. Mộ Dung Khanh nói. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài nói, ai ra thật sự là già rồi, có vài chuyện muốn quản cũng không quản nổi, còn trước đây nói kêu ai ra đừng truy cứu chuyện của Nghi Phi và Thái Tử. Nhưng chuyện này đối với ai ra mà nói, chính là một cây kim, con nói thật đi, hai người bọn họ có tư tình không? Mộ Dung Khanh không phủ nhận, người quản nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần làm Hoàng Thái Hậu của người, hưởng phúc của người, rảnh rỗi thì chơi với các cháu, đúng rồi, bản vương nghe đồn Tam Hoàng tử được lão sư khen thưởng, tiểu tử này có tài đấy. Đứa trẻ này ngược lại rất được lòng của ai ra, hiểu chuyện hơn đứa khác, Mai Phi thật ra cũng hiểu chuyện, chỉ là trước kia quá cẩn thận. Cứ sợ bị người khác làm hại, làm ra một vài chuyện. Không làm ngặt, con người đều sẽ phạm sai, chỉ cần chưa có gây ra sai lầm lớn là được. Hậu mẫu tử nói chuyện một lúc, Mộ Dung Khanh bèn xuất cung. Thương Mai nghe Mộ Dung Khanh nói Hoàng Thái Hậu không đồng ý để cô vào cung chữa trị, rất thất vọng, Hoàng Thái Hậu thật sự không đồng ý sao? Có cần ta đi nói với người không? Không cần đâu, bản vương nhìn ra được, không phải người không đồng ý mà là Hoàng thượng không đồng ý. Là chính Hoàng thượng không đồng ý, vậy thì hết cách rồi. Toàn gần đây như thế nào rồi? Tốt rất nhiều rồi, bây giờ mỗi ngày đều châm cứu, không quá một tháng thì hắn có thể đi lại như thường, thật ra thật sự phải cảm ơn mẫu hậu của hắn, cái chân gãy này đúng lúc. Thương Mai cười khổ. Loan Loan thì sao? Cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng hai chân vẫn đi lại không tiện, ta hôm nay đi thăm nàng ta, người biết nàng ta đang làm gì không? Thương Mai nghĩ cũng cảm thấy buồn cười. Làm cái gì? Mộ Dung Khanh tò mò hỏi. Thêu hốt. Mộ Dung Khanh bật cười, đôi tay vụng về đó của nàng cũng có thể thêu hoa. Phải, nữ tử có tình yêu chính là rất khác, nàng ta bây giờ rất hạnh phúc. Thương Mai cảm khái. Mộ Dung Khanh nhìn cô, sao hả? Nàng không hạnh phúc. Thương Mai nhìn hắn, trong mắt dần dần phủ một tầng bi ai, hạnh phúc. Nếu như hắn không có chúng đông mệnh cổ, cô rất hạnh phúc. Bây giờ, chỉ còn lại sự lo lắng. Nàng ngày mai vào cung đi, ta nói với mẫu hậu rồi, để nàng đi xử lý sổ sách, Mộ Dung Khanh nói. Ngày kia đi, ngày mai ta có việc, Thương Mai nói. Nàng muốn làm gì? Thương Mai đưa tay chạm vào cằm của hắn, tiến lại gần, khẽ cắn môi của hắn, giết người. Chương 428, gặp Tôn Phương Nhi. Đêm nóng bỏng, bắt đầu từ sự chủ động của Thương Mai. Cô gần đây đều rất chủ động, cũng rất tích cực. Canh đó thật sự có chút tác dụng. So với trước đây lớn một chút. Mộ Dung Khanh mỉ tỉ nghiên cứu. Thương Mai vỗ vào tay của hắn, không phải tác dụng của canh. Cô nằm xuống, có hơi mệt rồi. Vậy là tác dụng gì? Là tay của bản vương sao? Là một nữ tử sau khi từ nữ tử trở thành nữ nhân, dáng người cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa khi ta và người ở bên nhau, ta nghiêm khắc mà nói, còn chưa thành niên, tự nhiên có thể lớn hơn. Thương Mai khi nói lời này, cảm thấy mình có hơi không biết xấu hổ. Cô đối với cô nương 16 đến 17 tuổi mà nói,
đã là lão nhân gia rồi. Thật sao, vậy nàng có thể lớn đến năm bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Khanh tiến sát hỏi. Thương Mai khúc khích cười, ánh mắt long lanh, 20. Mộ Dung Khanh lật người đè lấy cô, nàng hôm qua nói nàng yêu ta. Phải, Thương Mai nhìn hắn, ánh mắt mê ly. Tại sao không phải thích? Mộ Dung Khanh chống tay. Vậy ta sửa lại, ta thích người. Thương Mai đỏ mặt nói. Mộ Dung Khanh hôn lên môi của cô, ghé vào tai cô, nàng là thương hại bản vương sao? Cảm thấy bản vương đã trúng đông mệnh cổ, sắp chết rồi, cho nên nàng nói yêu ta. Thương Mai đẩy hắn ra, nghiêm giọng nói, cái gì mà sắp chết chứ? Nhổ nước bọt rồi hắn nói. Nàng không phải chính là cho rằng như vậy sao? Mộ Dung Khanh ngồi dậy, tóc xóa xuống, bá đạo không thấy đâu, ngược lại có vài phần ngông cuồng. Thương Mai hận không thể rút lưỡi của hắn, ta không muốn nói chuyện với người. Mộ Dung Khanh đưa tay nâng cằm của cô lên, thấy cơ thể của cô hơi run, đáy mắt đã ẩm ập nước, trái tim liền mềm nhún, đồ ngốc, ta sẽ không chết trước nàng. Thương Mai nhìn hắn, âm mũi nặng nề nói, người nói lời phải giữ lấy lời. Ta giống như nàng, nhất ngôn cửu đỉnh. Mộ Dung Khanh nựng cằm của cô, được rồi, không khó chịu nữa, ta không sao. Hai người nằm xuống. Thương Mai dựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, trong lòng có trăm cảm giác giao nhau. Từ khi xuyên không thì chưa từng mong có thể có được cái gì, chỉ mong sống tốt, bây giờ nguy cơ vẫn ở tứ phía, nhưng trong lòng lại có người để tâm, lại không thể giống như trước không màng tất cả. Mộ Dung, bất luận xảy ra chuyện gì, hy vọng người có thể xem ta như người bạn đời tuyệt nhất của người, chuyện gì cũng đừng giấu ta, được không? Thương Mai khẽ nói. Được. Giọng của hắn ở trong đêm vô cùng thanh mát. Không buồn ngủ, hôm sau khi hắn dậy, cô cũng dậy theo. Vương Phi, muốn đi đâu sao? Tiểu Khuyên thấy cô sáng sớm đã mặc quần áo quần chỉnh tề đi ra ngoài, vội hỏi. Tiểu Khuyên, ta muốn ra ngoài với Tiểu Đao, ngươi và Mama đến hầu phủ, xem thử tình hình của Loan Loan, sau đó lại đến phủ Lương Vương, nói ta tối nay mới tới châm cứu. Được, Tiểu Khuyên đáp, người đi ra ngoài làm việc trước đi. Mama hôm nay sáng sớm đã đi làm điểm tâm, ăn rồi hãy đi. Không, cũng được, Thương Mai nghĩ hôm nay sợ là không có thời gian ăn cơm, ăn chút gì đó cũng được, hơn Mama sáng sớm đã đi làm, không thể lãng phí tâm huyết của bà ta. Ăn sáng xong, Thương Mai liền dẫn Đao lão đại ra khỏi cửa. Không có ngồi xe ngựa, hai người cưỡi ngựa ra ngoài, sau khi ra ngoài, Thương Mai mới nói với Đao lão tử đi đâu. Đao lão đại nghe điểm đến của Thương Mai. Không khỏi trợn to mắt Đào Mộ. Cái này không hay lắm. Bất đắc dĩ Thương Mai khẽ giọng thở dài. Vậy được, lát nữa người đừng động thủ, để ta. Đào lão đại nói, Đào Mộ là chuyện rất tổn hại âm đức, Đào đại lão một mình đảm nhiệm. Thương Mai mỉm cười, không sao, ta không sợ cái gọi là báo ứng. Hàn Thanh Thu là chúng cổ độc mà chết, cô phải nghiên cứu cổ độc, chính là phải từ lấy cổ trùng từ thể sống. Hàn Thanh Thu vốn dĩ là được chôn trong tổ mộ của Tiêu gia, nhưng sau khi hưu thư được đưa ra, Tiêu gia tự nhiên không thể để nàng ta vào tổ mộ, mà tìm một nơi khác tùy ý chôn cất, sau khi tội danh xác định, ngay cả bia mộ cũng lấy đi rồi. Đào mộ là chuyện thiếu đức, Đào lão đại là cho rằng như thế, cho nên hắn ta kiên trì không để Thương Mai động tay, một mình tóc tai mặt mày toát mồ hôi hột đào cái mộ mới đó. Thương Mai sớm đã chuẩn bị khẩu trang ngâm nước gừng, sau khi đào quan tài ra. Đao lão đại mở quan tài gỗ ra, một mùi hôi thối kinh khủng xộc ra, dù đeo khẩu trang, vẫn khiến cả hai thấy buồn nôn. Thi thể đã phương lên dỉ nước, mặt mày sưng tấy rất ghế, xung quanh quan tài đầy sâu, từng con to như đầu đúa, có dài có ngắn, đa số là như thế, cũng có một số con tương đối yếu, nằm quằn quại. Quá dọa người rồi, Đao lão đại bịt mũi nói. Thương Mai lấy ra một chiếc lọ, dùng nhíp gắp con sâu vào, bịt kín lại. Cô lấy dao ra, vạch quần áo của Hàn Thanh Thu ra, bắt đầu giải phẫu. Đao lão đại thấy những nội tạng đó toàn bộ đều bị con sâu ăn, chất dịch rỉ ra, dáng vẻ đó vô cùng buồn nôn, hắn ta cuối cùng không nhịn được mà lao ra một bên nôn mửa. Thương Mai lại ngồi xổm ở đó, cẩn thận vạch ra xem, từ ruột dạ dày đến tim, cuối cùng cắt đầu ra, phát hiện trong đầu cũng có cổ trùng. Thương Mai muốn biết cổ trùng hoạt động mạnh nhất ở cơ quan nào, và nó bắt đầu ăn cơ quan nào trước. Cổ độc của Hàn Thanh Thu là lập tức phát tác, cho nên, sau khi cổ trùng vào cơ thể thì trực tiếp cắn xé, từ mức độ thối rữa của lục phủ ngũ tạng có thể đoán ra mức độ hoạt động của cổ trùng. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Thương Mai kêu Đao lão đạo đậy nắp quan tài lại,
bịt kín rồi lập tức ra roi thúc ngựa trở về. Về đến vương phủ, cô bèn trốn vào phòng bếp bận bộn một trận, sau đó tắm rửa thay quần áo, đem quần áo giao cho Tiểu Khuyên bảo nàng ta chôn trong bùn, ngay cả quần áo của Đao lão đại cũng phải vứt bỏ. Đao lão đại rất tiếc, nhưng Thương Mai căn dặn, cũng phải tuân theo. Sau khi tắm rửa, cô lau khô tóc hỏi Mama, Nam Hoài Vương sống ở đâu? Ở Thanh Ninh Các, Mama nói. Vậy Phương Nhi cũng ở Thanh Ninh Các sao? Thương Mai hỏi. Phải, nô tỳ từng gặp. Được, người thay ta đi truyền lời, nói ta muốn gặp Phương Nhi, bảo nàng ta đến đây. Thương Mai thả tóc ra, dứt khoát thả xuống. Gặp nàng ta làm gì? Ý của Mama là đừng chủ động trêu chọc những người đó. Thương Mai khẽ mỉm cười, nói chuyện, hai nữ nhân, đương nhiên có thể ngồi xuống nói chuyện tâm tình. Mama lo lắng nhìn cô, Vương Phi, đối phó bọn họ, không nên quá trớn. Mama, không tiến vào thì bị động, Phương Nhi sớm muộn sẽ tìm ta, không bằng ta tìm nàng ta trước. Chuyện Hạ Đông mệnh cổ, Quý Thái Phi đã nói cho cô rồi, Phương Nhi cũng sẽ không nén nổi. Mama thấy cô cố chấp như thế, bèn nói, vậy được, nô tỳ bây giờ đi một chuyến. Tiểu Khuyên nói, Vương Phi, vậy Phương Nhi sẽ đến sao? Nàng ta chưa chắc sẽ theo ý của người. Sự lo lắng của Tiểu Khuyên không phải không có đạo lý, bởi vì, người ta chính là có Quý Thái Phi chống lưng. Nàng ta sẽ đến, Thương Mai chắc nịch nói. Tuy cô chưa từng gặp Tôn Phương Nhi, nhưng người này không giấu vết Hạ Đồng mệnh cổ, hơn nữa cố ý trước khi Hàn Thanh Thu chết vênh váo một lần, nàng ta là muốn tìm cảm giác tồn tại. Nàng ta là bị đuổi ra khỏi nhà, lần này trở lại, nàng ta chính là muốn lấy tôn nghiêm, cho nên nàng ta sẽ không cam tâm trốn ở đằng sau. Quả nhiên, Mama trở về nói với Thương Mai, nàng ta nói lát nữa sẽ tới. Được, chuẩn bị trà chờ đợi, Thương Mai nói. Tiểu Khuyên không vui nói, còn phải chuẩn bị trà cho nàng ta, cho quá nhiều mặt mũi. Mama thầm ý cười một tiếng, qua cửa cũng là khách, không thể như thế. Thương Mai nhìn sang Mama, hiểu lòng mà mỉm cười. Mama là người thông minh, bà ta biết Thương Mai muốn làm cái gì, vừa rồi không nghĩ tới, nhưng khi trên đường đi tìm Tôn Phương Nhi, bà ta đã nghĩ ra rồi. Chương 429, Hạ Độc. Thương Mai cố ý ở trong viện tiếp Tôn Phương Nhi, gió lạnh, lá vàng rụng, một cảnh tượng tiêu điều. Tôn Phương Nhi chậm chạp đến muộn, nàng ta mặc chiếc váy gấm màu trắng viên vàng, khoác chiếc áo choàng lông cáo mỏng màu trắng nhưng lại không làm mất đi vẻ lộng lẫy trong gió lạnh. Trong lúc hành động, cất bước rất nhẹ nhàng. Gương mặt mỏng manh, ngũ quan tinh xảo tự nhiên, làn da trắng như tuyết, thổi là có thể vỡ vụn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, đôi mắt long lanh, mũi nhỏ tinh tế, môi không thoa son cũng tự đỏ, khẽ cong môi mỉm cười, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Nàng ta rất cao, so với Thương Mai còn cao hơn, dáng người cao giáo mảnh mai, vừa vặn với độ dài chiếc áo choàng, phiêu du như gió, uyển chuyển như rồng múa. Nữ tử như thế này, xưng là thần tiên cũng không quá. Thương Mai trước đây cảm thấy mẫu thân Liên Thị đã là tuyệt mỹ, không ngờ Phương Nhi này lại hơn mẫu thân một bậc. Nữ tử như này, yêu sâu sắc Mộ Dung Khanh, hắn vậy mà không một chút động lòng. Khó mà tưởng tượng, ngay Thương Mai thân là nữ tử, nếu như không biết tính tình của nàng ta, chỉ nhìn dung mạo, đều có vài phần ái mộ. Nam tử trong thiên hạ, chắc đều động lòng với nữ tử có mỹ mạo này. Nàng ta đến trước mặt Thương Mai thì dừng lại, váy cũng dừng lay động, một đôi giày thêu chân châu như ẩn như hiện, khẽ cúi người. Tôn Phương Nhi tham kiến Vương Phi. Giọng nói uyển chuyển, như hoàng hạc. Thương Mai gần như không rời mắt, thật là dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung nàng ta tuyệt đối cũng không quá. Ngồi, Thương Mai thu lại ánh mắt, chỉ vào chiếc ghế ở đối diện. Tạ Vương Phi, Tôn Phương Nhi cất bước đi qua, ngồi xuống, tư thái điềm nhiên. Tiểu Khuyên bước tới dâng trà, nàng ta nhìn thấy Tôn Phương Nhi cũng ngây dại, trực giác thấy nữ tử này có uy hiếp rất lớn. Đa tạ. Tôn Phương Nhi nói cảm ơn với Tiểu Khuyên, khiến Tiểu Khuyên sững ra, sau đó đỏ mặt nói, Tôn Tiểu Thư khách sáo rồi. Tôn Phương Nhi khế mỉm cười, cũng không uống trà, yên lặng nhìn Thương Mai, không biết Phương Phi gọi ta đến là có chuyện gì. Giết ngươi, Thương Mai cầm ly trà, từ từ nhấp một ngụm, xuyên qua hơi nóng của ly trà nhìn qua. Ánh mắt mê ly, lời này âm thanh không cao, nhưng ngữ khí rất chắc nịch. Tôn Phương Nhi ngây ra, sau đó mỉm cười, Vương Phi thật thích nói đùa. Phải, ta rất thích nói đùa. Thương Mai để ly trà xuống, nhìn nàng ta, nghiêm túc nói, nhưng lần này ta không phải nói đùa.
Tôn Phương Nhi nhìn Thương Mai, Vương Phi nếu không phải nói đùa, vậy thì nhất định là điên rồi, ở trong lòng người, mạng người thấp hèn như vậy sao? Nhiếp chính Vương Phi người nói giết liền giết. Không, ở trong lòng ta, mạng người rất quý giá, nhưng mạng của ngươi đối với ta mà nói, là cỏ rác. Thương Mai lạnh lùng nói. Tôn Phương Nhi bỗng bật cười, Vương Phi muốn giết ta, cũng chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như thế, ta đến đây, Nam Hoài Vương biết, Quý Thái Phi biết, nếu như ta chết, người cảm thấy bọn họ bỏ qua sao? Ngươi không chết, bọn họ chịu bỏ qua hay sao? Thương Mai cười lạnh. Tôn Phương Nhi nhìn cô, Vương Phi rất thông minh. Không thông minh, nếu như thông minh thì sẽ không bị các ngươi hạ đồng mệnh cổ mà cũng không biết. Thương Mai lạnh lùng nói. Tôn Phương Nhi cười, nếu Vương Phi đã biết, còn muốn giết ta sao? Giết ta thì không có ai biết đồng mệnh cổ giải như thế nào. Đồng mệnh cổ, không thuốc gì có thể giải, ngươi tưởng ta cái gì cũng không biết sao? Ta là người học y. Thương Mai lại cầm ly trà lên, lạnh nhạt nói. Tôn Phương Nhi cười ha hả, trong thiên hạ có độc gì là không thể giải chứ? Vạn vật tương sinh tương khắc, sao có thể không thể giải? Ta đã tra qua cổ tịch, tra được tất cả tư liệu về đông mệnh cổ chính là không có thuốc gì có thể giải, cổ tịch sẽ không sai. Thương Mai nói, cổ tịch sẽ không sai, nhưng, điều này cũng không đại biểu đông mệnh cổ không thể giải. Lời nói của Tôn Phương Nhi nói có hơi mâu thuẫn. Được, ngươi nói cho ta cách giải cổ đi, Thương Mai nói. Tôn Phương Nhi không kìm được mà bật cười, lắc đầu nói, Vương Phi à Vương Phi, ta vừa rồi còn nói người thông minh, thế nào bây giờ lại hô hô rồi? Ta sao có thể nói cách giải cổ của đồng mệnh cổ cho người chứ? Chúng ta là kẻ địch, người sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng ta sẽ nói chứ? Thương Mai mỉm cười tà mị, người nói có cách giải cổ, nhưng người sẽ không nói cho ta, vậy ta có lý do gì không giết ngươi? Tôn Phương Nhi căn bản không tin, được, mạng của ta để ở đây. Vương Phi cứ việc đến lấy. Thương Mai ngồi trên ghế, cơ thể dần buông lỏng. Tôn Phương Nhi thấy cô không có hành động, cười lạnh nói, Vương Phi, không phải nói muốn giết ta sao? Cứ việc động thủ là được. Có mùi hương xộc vào trong mũi, Tôn Phương Nhi chỉ cảm thấy đầu có hơi nặng, nàng ta cố gắng lắc đầu, nhìn thấy Thương Mai nhàn nhã uống trà, nàng ta bỗng đứng dậy, người hạ độc. Ngươi nhìn thấy ta hạ độc sao? Ngươi ở chỗ ta đã ăn qua thứ gì uống qua thứ gì sao? Thương Mai mỉm cười một cách thản nhiên. Tôn Phương Nhi là cao thủ hạ cổ độc, nàng ta đã rất cẩn thận tránh uống trà ở đây, cũng không có ăn qua thứ gì, tay cũng sẽ không chạm bừa vào thứ gì. Đầu của nàng ta càng lúc càng nặng, cơ thể bắt đầu toát mồ hôi, hô hấp dần khó khăn, giống như bị người ta bóp cổ họng. Nàng ta bỗng ngẩng đầu, mùi hương, có mùi hương kỳ lạ, người là đốt mê hương. Người muốn như thế nào? Thương Mai chỉ vào trong góc, nơi đó đốt một hư hương nhỏ. Khói lượn lờ, giống như đám mây ngưng tụ, rất đẹp. Ta chỉ là theo thói quen đốt hoác hương mà thôi. Thương Mai tiếp tục uống trà, loại hương này sẽ xâm nhập vào hệ thống thần kinh của con người, suy tim, dần dần chết đi. Người cũng ngửi rồi, người trong phòng này đều ngửi rồi, tại sao các người không có trúng độc? Trên gương mặt xinh đẹp của Tôn Phương Nhi có vẻ kinh sợ, loại độc này sẽ khiến con người tâm hoảng ý loạn, mất đi năng lực phán đoán. Bởi vì, trà này chính là thuốc giải. Chúng ta đều uống rồi, người không có uống. Thương Mai nói rồi, lại ngẩng đầu nhấp một ngụm. Tôn Phương Nhi bỗng nhìn ly trà trên bàn, là ly trà khi nàng ta vừa ngồi xuống nha hoàn rót cho nàng ta không uống, sợ có độc. Nàng ta suy nghĩ một lát, lao tới giật ly trà trong tay Thương Mai, uống ửng ực. Khóe miệng của Thương Mai ẩn chứa nụ cười nhạt, nhìn nàng ta uống hết ly trà trong tay. Người từng uống rồi, nếu có độc thì cùng chết. Tôn Phương Nhi ác độc mỉm cười. Thương Mai đứng dậy, cầm lấy ly trà trên bàn của Tôn Phương Nhi, uống cạn, thật ra, hương không có độc, chỉ là sẽ xâm vào mòn hệ thống thần kinh, dẫn tới đầu óc choáng váng trong thời gian ngắn và mất đi năng lực phán đoán, nghỉ ngơi một lát thì sẽ không sao. Thương Mai đi qua, nụ cười càng thêm ngọt ngào, nhưng, trà ngươi uống lại có độc. Tôn Phương Nhi cười lạnh, ngươi muốn lừa ta, trà này ngươi cũng uống. Ta chỉ là giả bộ uống mà thôi. Nhưng sự thật ta một giọt cũng không đụng, trà mà tiểu khuyên rót cho ngươi, là không có độc, ngươi uống thì sẽ giải được độc của mê hương, ly trà mà ta cầm trong tay, mới là ly trà đã bỏ độc. Ta không tin, Tôn Phương Nhi khẳng định. Ngươi sẽ tin, trở về đi. Thương Mai xoay người đi vào trong, đi được hai bước bỗng quay đầu, đúng rồi, quên nói với ngươi, loại bệnh này, một tháng phải dùng thuốc giải một lần,
nếu không dùng thuốc giải thì lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết, tối nay ngươi sẽ biết mình trúng độc hay không. Tôn Phương Nhi đưa tay bắt mạch, mạch tượng bình thường, căn bản không có dấu hiệu đã trúng độc. Ngươi lừa ta, Tôn Phương Nhi mặt mày đỏ bừng tức giận nói, ngươi tưởng có thể lừa ta dễ dàng như vậy sao? Tôn Phương Nhi, ta cũng từng đánh giá thấp thủ đoạn dùng cổ độc của ngươi, ngươi lại đánh giá thấp thủ đoạn hạ độc của ta sao? Nếu là độc thông thường, ngươi tùy tiện có thể giải được, ta hà tất phải thử. Nói xong, Thương Mai đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Chương 430, ngươi cũng trúng độc rồi. Ma ma thấy Tôn Phương Nhi mất hồn mất vía rời khỏi, bèn mở cửa đi vào. Vương Phi, nàng ta sẽ tin sao? Ma ma hỏi. Thương Mai nhàn nhạt nói, nàng ta sẽ tin, nàng ta thật sự trúng độc rồi, ta không phải hù dọa nàng ta, đi nói cho Đao lão đại, trông chừng nhất cử nhất động của nàng ta. Vương Phi thật sự hạ độc rồi sao? Ma ma kinh ngạc. Phải, loại độc này là dùng cổ trùng trên thi thể Hàn Thanh Thu được rang khô và nghiền nát thành bột rồi thêm một loại độc tố mới, tối nay, nàng ta sẽ biết. Thương Mai thần sắc lạnh lùng nói. Thật sao, Vương Phi ngươi thật sự quá siêu rồi. Ma ma vô cùng vui mừng, vốn dĩ khoảng thời gian này luôn bị người ta tính kế, đã khiến mọi người rất cáu rồi, không ngờ Vương Phi hạ thủ lại nhanh chóng như thế, lập tức phản kích lại. Thương Mai ngồi xuống, ánh mắt u ám, nàng ta hạ thủ với ta. Ta có thể nhịn, hạ thủ với nam nhân của ta, ta cùng nàng ta quậy đến khi cá cùng lưới rách. Mà điều quan trọng nhất là cô biết đông mệnh cổ là có cách giải cổ, rõ ràng, không có thuốc giải cổ không phải dùng cách dùng thuốc giải. Tôn Phương Nhi vừa rồi khi nói chuyện, lộ ra một chút thông tin. Tôn Phương Nhi vừa đến thì cô nói muốn giết nàng ta, trước tiên làm loạn suy nghĩ của nàng ta, lại dùng mê hương khiến nàng ta loạn tâm, nàng ta tất nhiên sẽ cắn câu. Sau khi Tôn Phương Nhi trở về, Quý Thái Phi hỏi mục đích Hạ Thương Mai tìm nàng ta, Tôn Phương Nhi nói, nàng ta hạ độc với ta rồi. Ngươi còn có thể bị nàng ta hạ độc sao? Quý Thái Phi không tin nói. Mắc bẫy của nàng ta, nữ nhân này rất lợi hại. Tôn Phương Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đã trúng độc gì? Nam Hoài Vương ngồi trên ghế, âm châm hỏi. Không biết, hiện nay còn chưa phản ứng, nàng ta nói tối nay sẽ biết. Tôn Phương Nhi hận đến răng ê ẩm. Dùng độc là thế mạnh của nàng ta, không ngờ điểm mạnh của mình lại gặp đối thủ. Ngươi có thể giải độc không? Nam Hoài Vương hỏi. Nàng ta nếu đã hạ độc, tự nhiên không dễ dàng có thể giải được. Bản vương tìm một đại phu cho ngươi, trợ giúp ngươi giải độc. Trên gương mặt trắng bệch của Nam Hoài Vương rất u ám, hơn nữa đáy mắt có sự thất vọng sâu sắc, dường như không ngờ Tôn Phương Nhi vô dụng như vậy. Tạ vương gia, không cần. Tôn Phương Nhi nói, nếu là độc ta không thể giải. Đại phu trong kinh cũng không thể giải được. Sau này người hành sự cẩn thận một chút, hôm nay người vốn dĩ không nên đi gặp nàng ta. Nam Hoài Vương không vui nói. Tôn Phương Nhi ngẩng đầu, giọng nói khẽ khàng, phải, ta sai rồi. Quý Thái Phi và Nam Hoài Vương liếc nhìn nhau, sắc mặt đều không quá tốt. Nam Hoài Vương suy nghĩ một lát, Mộ Dung Khanh đã từng dẫn một người hậu đến Hy Vi Cung, căn cứ theo người của chúng ta hình dung, thân hình người này giống Hạ Thương Mai. Bản vương nghỉ ngờ, Mộ Dung Khanh dẫn Hạ Thương Mai đến Hy Vi Cung, khả năng là chữa bệnh cho Hoàng thượng. Có cách biết Hoàng thượng mắc bệnh gì không? Quý Thái Phi hỏi. Tôn Phương Nhi ngồi xuống, nói có cách. Là cách gì? Nam Hoài Vương nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi đáy mắt phụt qua một tia âm lãnh độc ác, cách thì có, nhưng phải tốn một chút thời gian. Đến khoảng giờ hợi, Tôn Phương Nhi bắt đầu cảm thấy đau bụng, mới đầu chỉ là có hơi nhâm nhẩm đau. Qua thời gian một nén hương, cảm thấy phần bụng đau đớn như xé toạc ra, đau đến mức nàng ta ở trên giường lăn lộn. Gọi vương ra, Tôn Phương Nhi nhịn đau phân phó thị nữ. Vâng, thị nữ thấy nàng ta vô cùng đau đớn, lập tức đi tìm Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương bước vào thấy Tôn Phương Nhi ôm bụng lăn lộn, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột từ trán chảy xuống, môi cắn rách, tia máu rỉ ra. Nam Hoài Vương đỡ nàng ta, nhíu mày hỏi, cảm thấy như thế nào? Tôn Phương Nhi cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau, bỗng cảm thấy dạ dày quặn lên, nàng ta đứng dậy lao ra ngoài sân, nôn ra. Sau khi nôn xong, nàng ta bắt đầu lảo đảo, thị nữ đỡ nàng ta trở về, đau đớn tuy đỡ một chút, nhưng đầu choáng váng khó chịu, ngay cả đứng cũng không có sức. Biết ngươi đã trúng độc gì chưa? Nam Hoài Vương thấy đau đớn hình như đã giảm bớt một chút, hỏi. Không biết, sắc mặt của Tôn Phương Nhi bắt đầu đỏ bừng, mồ hôi trên trán tiếp tục chảy ra. Nam Hoài Vương đưa tay sờ trán của nàng ta,
vậy mà cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Ngươi sốt rồi? Nam Hoài Vương nhíu mày, ngươi nói xem ngươi sao có thể không cẩn thận như thế. Vào lúc này lại trúng kế của nàng ta. Là ta không cẩn thận, vương gia bớt giận. Giọng nói của Tôn Phương Nhi yếu ớt vô lực, cả người một chút tinh thần cũng không có. Nàng ta trước giờ cũng biết nam nhân này không phải là người có thể phó thác cả đời, nhưng nàng ta lại chưa từng vọng tưởng, chỉ muốn hoàn thành đại nghiệp của hắn ta, đứng ở bên cạnh hắn ta, nói với Mộ Dung Khanh, ban đầu không trân trọng nàng ta, là lỗi của hắn. Đau đớn dần tan biến, cả người nàng ta đều dễ chịu hơn nhiều, nhưng, cơn sốt khiến đầu óc của nàng ta choáng váng, sức lực toàn thân dần dần rút cạn. Thị nữ đi vào, nhỏ giọng nói, vương gia, Phương Nhi cô nương. Nhiếp chính vương phi ở bên ngoài. Nàng ta đến làm cái gì? Nam Hoài Vương lạnh giọng nói. Hồi bẩm vương gia, nàng ta không nói. Để nàng ta vào đi. Tôn Phương Nhi mặt mày tái nhợt nói. Nam Hoài Vương ngồi ở một bên, mặt mày âm trầm, Thương Mai khi bước vào, hắn ta chỉ hơi ngước mắt, thần sắc lạnh nhạt, lại không lên tiếng. Vương gia cũng ở đây sao? Thương Mai mỉm cười, Đao lão đại theo đằng sau. Nam Hoài Vương không lên tiếng. Hắn ta khinh thường hành lễ với Thương Mai, càng khinh thường chào hỏi. Thương Mai không hề để tâm, đi đến trước giường Tôn Phương Nhi, ngồi xuống, khó chịu không? Tôn Phương Nhi trừng mắt với cô, người đừng quá đắc ý. Thương Mai lắc đầu, có gì mà đắc ý chứ? So với đông mệnh cổ mà các người hạ, ta đây tính là gì chứ? Nam Hoài Vương bỗng ngẩng đầu, nhìn Tôn Phương Nhi, dường như có hơi ngạc nhiên. Sắc mặt của Tôn Phương Nhi càng tái trắng, ta không biết người đang nói cái gì. Thương Mai thấy phản ứng của hai người, trong lòng có cảm giác có hơi kỳ lạ, mẫu cổ của đông mệnh cổ không phải là hạ trên người Nam Hoài Vương sao? Hay là nói đã hạ mà hẳn ta không biết? Phương Nhi này là người của hắn ta, không phải là người của Quý Thái Phi chứ? Đông mệnh cổ, hạ cổ độc trên người hai người, cái gọi là đồng mệnh, một người chết, người còn lại cũng phải chết, không có thuốc giải. Thương Mai tốt bụng giải thích cho Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương nheo mắt nhìn chằm chằm Tôn Phương Nhi, Tôn Phương Nhi chống người dậy, người rốt cuộc đến làm cái gì? Giúp người, Thương Mai mỉm cười lấy ra một túi châm, người nếu không châm cứu, ắt sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thu lại lòng tốt giả tạo của người đi, người rốt cuộc đã hạ độc gì với ta? Ánh mắt của Tôn Phương Nhi vang vẻ oán độc. Ta sao có thể sẽ nói cho người được chứ? Ngươi không phải cũng không có nói với ta cách giải đồng mệnh cổ hay sao? Thương Mai lấy châm ra, kim châm ở dưới ánh nến phát ra ánh sáng u tối, ngươi có muốn ta châm cứu không? Tôn Phương Nhi vẫn trợn mắt nhìn cô, không lên tiếng, dường như đang đối đầu với Thương Mai. Thương Mai thu châm lại, lười nhác nói, thôi vậy, ta uổng công chạy đến một chuyến, ngươi đi chết đi. Nói xong, đứng dậy muốn rời khỏi. Tôn Phương Nhi đanh giọng nói, đứng lại. Thương Mai quay đầu, bỗng mỉm cười, không nỡ chết sao? Tôn Phương Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ta sớm muộn gì sẽ tìm được cách giải độc. Thương Mai lại ngồi trở lại, được, ta đợi ngươi. Độc này, sau tối nay, cho dù y thuật của nàng ta có lợi hại hơn nữa cũng không tra ra được. Sau khi châm cứu xong, Thương Mai lấy ra 3 viên dược hoàn, tối nay uống thuốc, ngày mai độc tính của ngươi sẽ dần dần ẩn đi, 1 tháng sau sẽ lại tái phát. Đến lúc đó ta lại châm cứu khống chế độc tính cho ngươi. Nói xong, cô cầm túi châm muốn rời khỏi. Chương 431, cải cách trắng trợn. Nam Hoài Vương một tay chặn đường đi của cô, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thương Mai thản nhiên nói, vương gia hỏi như thế, ta lại không biết trả lời như thế nào, ta cũng hỏi vương gia một câu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nam Hoài Vương cảnh cáo, ngươi tốt nhất thu nhiễm lại, chuyện này không có liên quan đến ngươi. Ngươi ở yên là tốt nhất, nếu cứ muốn chen chân vào, có khi ngươi sẽ khóc đấy. Thương Mai nhàn nhạt mỉm cười, ta đợi. Ngươi, Nam Hoài Vương ánh mắt giận dữ, sát khí bỗng nổi lên. Đao lão đại thấy cảnh này thì cản ở trước mặt Thương Mai, mày mắt trợn lên, ngươi muốn làm gì? Cút ra, Nam Hoài Vương thấy một nô tài cũng dám ngang ngược bước lên, lửa giận bỗng không thể khắc chế, một trường vung qua. Đao lão đại soạt một tiếng rút đại đao ra. Thương Mai đã trả đại đao cho hắn ta. Dám động đao với bản vương, ngươi muốn chết, Nam Hoài Vương đáy mắt phụt qua lửa giận, hắn ta ngược lại dừng tay, nhìn Thương Mai, người của ngươi, cứ ngang ngược như vậy sao? Phải, người của ta luôn ngang ngược, Thương Mai lạnh giọng nói, không hề có ý ngăn cản Đao lão đại. Nam Hoài Vương vung tay, thị vệ của Thanh Ninh Các lao tới, bao vây Đao lão đại.
Đao lão đại nổi tiếng dùng vũ lực, cách đánh này nếu như tốc độ không đủ nhanh, vậy thì sẽ không phải đối thủ của thị vệ, nhưng, tiểu tử này xuất đao rất nhanh, phản ứng nhanh chóng, thế đao cuồng dã, không đến 10 chiêu, bèn đánh bại đám thị vệ. Thương Mai thấy gương mặt tuấn tú đó của Nam Hoài Vương sắp vặn vẹo dữ tợn thành mặt quỷ rồi, mới nhàn nhạt nói tiểu đao, quay lại. Đao lão đại thu đao, lùi lại hai bước, đứng ở trước người Thương Mai. Thương Mai nhìn gương mặt vặn vẹo đó của Nam Hoài Vương, lạnh lùng nói, vương gia, kinh thành không phải là nơi ngươi làm càn. Ám chỉ trong lời này của Thương Mai, Nam Hoài Vương nghe ra được, sự tức giận trên mặt của hắn ta bỗng thu lại, cười lạnh, vậy sao? Uy phong trên mặt Vương Phi, bản vương sớm muốn sẽ xé xuống. Thương Mai đáp lại bằng nụ cười lạnh, được, ta đợi. Nói xong, phất tay một cái, đi. Đao lão đại cảnh giác nhìn Nam Hoài Vương, từ từ theo Thương Mai lui ra. Nam Hoài Vương đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của Thương Mai, âm lãnh nói, hạ Thương Mai, thù của chúng ta kết chắc rồi. Vương gia, Tôn Phương Nhi lo lắng gọi một tiếng, lúc này không màng đến xung đột gì đó với hạ Thương Mai nữa. Phế vật, Nam Hoài Vương quay đầu, lạnh lùng mắng một tiếng, ánh mắt cực kỳ chán ghét. Tôn Phương Nhi nhíu mày, cố nén sự nóng nảy trong lòng, nàng ta đã càng lúc càng thất vọng về Nam Hoài Vương rồi. Nếu không phải ngươi trúng kế của nàng ta, chúng ta cũng không cần chịu lòng tốt giả tạo của nàng ta, còn nữa, đồng mệnh cổ nàng ta nói vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? Nam Hoài Vương quay đầu, từng bước đi tới, ánh mắt hung ác nguy hiểm. Tôn Phương Nhi có hơi bất an, nhưng cũng biết không thể tiếp tục giấu chuyện này, bèn nói, là ý của Quý Thái Phi, hạ đồng mệnh cổ trên người của người và Mộ Dung Khanh, như thế, Mộ Dung Khanh không thể giết người, bởi vì người chết, hắn cũng sẽ chết. Nếu như hắn chết thì sao? Nam Hoài Vương lạnh lùng hỏi, cái gọi là đồng mệnh cổ, chính là sống chết cùng nhau, sống tất cả cùng sống, chết tất cả cùng chết, hắn ta không ngốc. Nếu như hắn chết, vương gia có thời gian 3 ngày để giải cổ. Tôn Phương Nhi nói, cách giải cổ chỉ có ngươi biết, Nam Hoài Vương cười lạnh. Tôn Phương Nhi ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch nhưng lạnh lùng, phải, chỉ có ta biết, đồng mệnh cổ cần vào máu tươi của người hạ cổ, cho nên, muốn giải cổ. Cũng nhất định phải cần dùng máu của ta, ta chết, đồng mệnh cổ không có ai có thể giải. Nam Hoài Vương đáy mắt cuồng nộ trở nên đỏ lừ, sau đó thu lại, hắn ta ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve gò mắt trắng bệch của Tôn Phương Nhi, rất tốt, như thế người bèn vì bản thân mà bảo vệ mạng sống, phải không? Tôn Phương Nhi trầm mặc một lát, Phương Nhi chỉ là vì tự bảo vệ mình. Ngươi cảm thấy bản vương sẽ giết ngươi, Nam Hoài Vương không giận mà ngược lại còn cười. Tôn Phương Nhi nhìn Nam Hoài Vương, sẽ sao? Nam Hoài Vương nhìn chằm chằm nàng ta, bỗng mỉm cười, đưa tay vỗ hai cái vào gò mò của nàng ta, người rất thông minh, nhưng, thông minh cũng sẽ bị thông minh hại, người còn chưa chết tâm với Mộ Dung Khanh, phải không? Không có, đối với một người không có tình cảm với mình, ta sớm đã chết tâm rồi. Tôn Phương Nhi phủ nhận, người không chết tâm, nhưng người cũng sẽ chết tâm, hắn không phải là người không có tình cảm, hắn chỉ là không có tình cảm với ngươi. Hắn đối với Hạ Thương Mai rất tốt. Tốt chỉ là cho người khác thấy, hắn ngay cả ta cũng không yêu, sao lại yêu Hạ Thương Mai chứ? Tôn Phương Nhi căn bản không tin, nàng ta đối với dung mạo của mình rất có lòng tin. Ban đầu nàng ta hạ cổ với Mộ Dung Khanh còn có thể thoát ra, chứng minh, hắn căn bản chính là một người không có tình cảm, chỉ cần đáy lòng hắn có một chút ý niệm nhi nữ tư tình, có một chút hảo cảm với nàng ta, cổ này đều không thể giải trừ. Nhưng hắn đã giải trừ được, từ đó chứng minh hắn là một người không có tình cảm. Trên mặt Nam Hoài Vương có biểu tình tàn khốc, người không bằng nhìn xem, dù sao kết sách này mà người đưa ra đã kéo Hạ Thương Mai vào thì xem Mộ Dung Khanh đến lúc đó sẽ đối với Hạ Thương Mai như nào thì biết thôi. Tôn Phương Nhi vô cùng tự tin nói, hắn cho dù không giết nàng ta, cũng sẽ đuổi nàng ta đi, hắn làm việc luôn là như thế, không niệm một chút tình nghĩa, người không phải cũng biết sao. Nam Hoài Vương chỉ cười lạnh không nói. Thương Mai 2 ngày liên tiếp vào cung, không phải là vì chuyện của hoàng đế, mà là quản lý sổ sách trong cung. Cô kiểm tra các khoản chi tiêu trong 2 năm qua, nội phủ cũng ôm đầu kêu đau chân, bởi vì chi tiêu của mỗi tháng đều vượt quá ngân sách, điều này cũng dẫn tới cuối năm tổng hợp lại vượt quá một khoản lớn. Thương Mai nhìn một đống sổ sách mà vô cùng đau đầu, trong cung chi tiêu quá nhiều, tuy nói là có phân loại, những phân không đủ chi tiết, ví dụ, chi cho gấm lụa, chỉ có một con số tổng. Nhưng các cung phân chia bao nhiêu, cũng không ghi chép. Sổ sách sao lại loạn như thế? Thương Mai hỏi tổng quản nội phủ, thật sự muốn mắng mà.
Tổng quản nội phủ đáng thương nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, hoàng hậu nương nương trước kia hạ lệnh, sổ sách chỉ cần ghi một mục tổng sáu đó tính cả vào trong tổng chi ra. Các cung nhận đồ, cũng không có ghi. Thương Mai hỏi. Ghi rồi, nhưng không chi tiết. Tổng quản nội phủ nói. Thương Mai nhíu mày nói, sau này trừ đồ phân phát mỗi tháng ra, phàm ai rút riêng, đều phải xin phép, dự tài không cần quy để nội phủ quản, để trực tiếp đến Thái Y Viện. Ta sẽ sắp xếp người ở Thái Y Viện chuyên môn xử lý các đơn xin dược tài của các cung. Vậy tóm lại không phải lấy vài cây di than cũng phải xin phép sao? Như thế liệu có quá phiền phức không? Tổng quản nói. Phiền phức, Thương Mai cười lạnh, mỗi tháng đổ phân phát đi, vốn dĩ đủ cho các cung dùng trong một tháng, ví dụ như gấm vóc, dầu, than bạc, kim tuyến, đều đủ, chỉ là những thứ lấy riêng mới cần xin phép, đâu có phiền phức. Vậy đồ bổ cũng do Thái Y Viện quản sao? Tổng quản thất tôn Phương Nhi không dễ bắt nạt, bèn thỏa hiệp. Phải, do người của Thái Y Viện lo liệu, cần lấy đồ bổ, phải đến chỗ Mai Phi xin phép, Mai Phi sau khi đồng ý, cầm danh sách được Mai Phi đóng dấu đến Thái Y Viện lĩnh, thuốc không cần thông qua Mai Phi, có thể trực tiếp đi xin Thái Y Viện, Thái Y Viện cảm thấy cần thiết sẽ cho. Còn nữa, tất cả chi phí chăn chiếu, kiệu xe, thảm trang trí các loại trong mỗi cung đều phải tiết kiệm, có thể không chi ra thì đừng chi. Quần áo bốn mùa sau khi được cấp phát theo chức vị, cũng không thể tiếp tục lấy gấm vóc sa tanh, dầu nến các khoản đều phải tiết kiệm, trước hàng lang các cung dùng đèn lồng trong viện, không cần 5 bước một cái, đổi thành 10 bước một cái. Chương 432, kích động nghi phi. Tổng quản vô cùng sửng sốt, nhưng thứ này đều phải tiết kiệm sao? Nhưng những thứ này có thể tiết kiệm được bao nhiêu ngân lượng chứ? Trong lòng tổng quản không khỏi lẩm bẩm, vương phi này thật sự keo kiệt, là muốn bắt gà vặt trụi lông. Sau đó ở trước mặt vương gia và hoàng thái hậu lập công sao? Thương Mai nói, ta tính cho ngươi xem. Cô cầm bút, căn cứ theo tính toán tổng của tiền dầu nến mà tính, sau đó giảm đi 1/3, tính ra số tổng, thật ra ta không nên giảm đi 1/3, bởi vì ngự hoa viện và hoa viên hành lang của các cung nhiều, tiêu tốn càng lớn, nhưng, cho dù giảm đi 1/3, mỗi tháng cũng có thể tiết kiệm được con số này. Tổng quản cầm lấy xem, bỗng mồ hôi lạnh toát ra. Giảm đi ít đèn và nến này, vậy mà một tháng có thể tiết kiệm hơn 2.000 lượng, một năm chính là hơn 2 vạn lượng. Nến rất đắt, có thể dùng đèn dầu thay thế nến, nhất là nơi công cộng, càng không cần đốt nến, gió to không thích hợp, gió thổi là tắt, cái này không cần thay cái mới, số này ta là thống kế thô, nếu như thật sự tính kỹ, không phải số này, còn nữa, tu sửa cung điện có thể không động thì đừng đụng, thật phải động, trực tiếp đi tìm bộ phận thi công, ta sẽ nói với vương gia trường hợp này. Hạch toán chi phí thi công sửa chữa trong cung sau này giao cho hộ bộ lo liệu, không cần nội phủ lo nữa. Vâng, sắc mặt của tổng quản có hơi trắng bệch. Còn nữa, ngươi là tổng quản nội phủ, nguồn hàng cung cấp cho hoàng gia phải xem xét kỹ nguồn gốc, kiểm soát giá cả, chỉ là giá cả bát đĩa song nồi ta nhìn sơ cũng cao gấp đôi so với giá thị trường, đồ ăn rau củ quả cũng cao hơn giá thị trường, trong này phát sinh chuyện gì, trong lòng mọi người đều hiểu, chuyện trước đây ta không truy cứu, nhưng sau này... Sổ sách phải rõ ràng, chỉ có thể thấp hơn giá thị trường không thể cao hơn giá thị trường, biết chưa? Tổng quản lau mồ hôi trên trán, vâng, nô tài hiểu. Ta vô ý cản trở đường phát tài của ai đó, nhưng tài chính triều đình khó khăn, là chủ quản, thu nhiệm một chút chút tâm tư của mình không sai, đừng vì nhỏ mà mất lớn, đến lúc đó mất mạng còn hại người nhà. Thương Mai nhàn nhạt nói. Tổng quản hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Cái này, nô tài biết. Nô tài sẽ căn dặn xuống dưới. Thương Mai thu sổ sách lại, lấy đi toàn bộ, bắt đầu từ bên nay, mỗi một khoản đều phải ghi chép. Vâng, tổng quản lúc này mới biết cô không phải quậy phá, mà thật sự muốn cải cách. Sau khi Thương Mai nhắc nhở tổng quản, lại đến cung của Mai Phi. Vừa hay Nghi Phi cũng ở đó, hai người bàn luận chuyện trong cung, thấy Thương Mai đến, Mai Phi rõ ràng rất nhiệt tình, Nghi Phi rõ ràng rất lạnh nhạt. Đều ở đây sao? Thương Mai mỉm cười đi vào, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Vương Phi hôm nay thật nhã hứng. Nghi Phi nhàn nhạt nói, lúc này vào cung tìm Mai Phi tỉ tỉ, không biết có chuyện gì thế. Thương Mai nói, ngược lại không phải vào cung tìm Mai Phi nương nương, chỉ là tìm nội phủ hỏi một chút chuyện sổ sách. Sổ sách, ồ, đúng, suýt nữa quên mất Hoàng Thái Hậu để Vương Phi quản lý sổ sách. Có điều, thật ra mọi người đều biết đây là ý của Nhiếp Chính Vương. Vỗ béo cho Vương Phi như thế, sau này Vương Phủ ăn uống không cần nghĩ rồi. Giọng của Nghi Phi uyển chuyển, lại mang theo sự châm chọc.
Thương Mai khẽ mỉm cười, Nghi Lan cung phải lo ăn mặc sao? Vương phủ thì không lo, trước đây không lo, bây giờ cũng sẽ không lo, là ý của ai đều được, đây quả thật là vỗ béo, có thể vì triều đình mà tiết kiệm một khoản lớn ngân lượng. Nghi Phi lông mày nhướn lên, yêu, như trong dự liệu, Vương Phi không trải qua ngày tháng ở trong cung, sống chết của người trong cung tự nhiên cũng không để vào trong mắt, chỉ là không biết lần này muốn cắt giảm cái gì. Đừng có ngày ba nữa đều thành ngày hai bữa nha. Nghi Phi muội muội, Mai Phi trách cứ liếc nhìn nàng ta, đều là chị em dâu, nói đùa có thể, nhưng không được phép công kích người khác. Đây chính là nói đùa. Nghi Phi nhún nhún vai, nhìn Thương Mai, có phải không Vương Phi? Chị em dâu ngồi cùng nhau, chính là nói đùa một chút, bổn cung có hơi thẳng thắn, nếu như có chỗ nào đắc tội, Vương Phi đừng để trong lòng. Nói xong, nàng ta lại cười khoát tay, bổn cung cũng là lo nghĩ nhiều rồi, Vương Phi khí độ rộng lượng, tự nhiên sẽ không nhỏ mọn, phải không? Thương Mai cười như không cười nhìn nàng ta một chút cũng không phóng khoáng, ta rất nhỏ mọn. Mai Phi nhìn bầu không khí căng thẳng, vội ở giữa giảng hoa, nhìn hai người kia, nói đùa chính là nói đùa. Còn nghiêm túc như thế, nào, nếm thử tửu nhưỡng hoàn tử mà bổn cung làm. Nghi Phi lại đứng lên, thôi ạ, bổn cung vẫn là thức thời một chút, không cản hai người nói chuyện chính, ngày khác lại tới. Nói xong, thẳng lưng mà đi, thái độ rất ngang ngược. Thương Mai nhìn bóng lưng của nàng ta, lạnh lùng mỉm cười. Loại người giả điên giả ngốc này nói ra sự bất mãn trong lòng, có thể thấy Nghi Phi là một bông hồng đen có gai nhọn. Mai Phi ngại ngùng mỉm cười, Thương Mai không cần tính toán với nàng ta, con người của nàng ta. Lòng thẳng miệng mau. Thương Mai ngẩng đầu nhìn Mai Phi, lòng thẳng miệng mau. Cũng là làm khó Mai Phi, nói ra lòng thẳng miệng mau, nhưng ai cũng biết, đây không phải là lòng thẳng miệng mau. Mai Phi mỉm cười phân phó cung nữ lấy một bát tửu nhưỡng hoàn tử cho Thương Mai, đừng tính toán, nếm thử thứ chính tay bổn cung làm đi. Thương Mai cũng không khách sáo, ăn vài miếng. Nói, bỏ kỳ tử vào sao? Phải, bỏ kỳ tử, bồi bổ cơ thể. Mai Phi nói. Mai Phi thật biết cách dưỡng sinh. Thương Mai mỉm cười, cũng không ăn, mùi rượu không nồng, ngọt béo, cô không phải rất thích. Trước đây thâm cung rất cô quạnh, bèn tìm hiểu thứ này. Mai Phi chân thành nói, nàng ta nghiên cứu không phải là vì cô đơn, mà là vì tranh sủng, mong hoàng thượng có thể đến, nhớ điểm tốt này của nàng ta. Thương Mai tự nhiên cũng hiểu. Có điều người muốn giấu, thì hà tất phải xen vào. Nhà mẹ Mai Phi không có thế lực, muốn đứng vững chân, tự nhiên phải mất công hơn người bình thường. Thương Mai không hàm hồ, nói thẳng, ta vừa rồi nói với nội phủ chuyện tiết kiệm chi tiêu trong cung, muộn chút người tổng quản cũng đến tìm người nói chuyện, chi tiêu trong cung nhất định phải kiểm soát lại, sau khi cuối năm tổng kết, dự toán của năm sau phải nắm chặt, điểm này, Mai Phi nương nương và Nghi Phi thương lượng mà làm, ta cũng xem qua, hoặc tham gia cho vài ý kiến. Người thấy được không? Mai Phi gật đầu, được, đây là chuyện tốt, hai năm nay chi tiêu trong cung quá lớn, trước đây hoàng thượng cũng từng nói, chỉ là hoàng hậu nương nương quản sổ sách, hơn nữa lại nói các khoản cần dùng không thể cắt giảm, sợ ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng gia. Uy nghiêm không phải dùng ngân lượng đắp lên, như này quá lãng phí, ngự sử sợ cũng sẽ bất mãn, chúng ta trước tiên phải làm tốt chuyện này, khiến người ta không tìm được lỗi, lập công hay không trước tiên đừng nói. Thương Mai nói. Phải, Vương Phi nói có lý, thật ra sớm có đại thần đã nói, trong cung mấy năm gần đây chi tiêu vượt quá cao hơn so với thời của tiên đế và huệ đế, hơn nữa cao rất nhiều, một hai năm còn có thể nhịn, nhưng lâu rồi, tóm lại sẽ không tốt. Thương Mai thấy nàng ta ngược lại thành tâm phối hợp với biện pháp quản thúc này, không khỏi thả lỏng, xem ra người mà Mộ Dung Khanh chọn không sai, Mai Phi tuy nói trước kia có hơi lợi dụng của công, nhưng ở trong các phi tử của hậu cung, cũng coi như mặt thật rồi. Tam hoàng tử đâu, Thương Mai nhìn một lát, lúc này đã sẩm tối rồi, vẫn chưa thấy tam hoàng tử. Ở thư phòng, gần đây hay bị tiên sinh phạt, Mai Phi lắc đầu, rất tự ái nói. Chương 433, phát sinh chuyện. Thương Mai hơi ngạc nhiên, nghe nói tam hoàng tử luôn hiểu chuyện, sao lại bị tiên sinh phạt chứ? Hỏi kỹ, Mai Phi mới nói thì ra tam hoàng tử cứ có một vài kiến giải khác với lão sư tức giận liền phạt hắn ở lại. Thương Mai cười nói, có kiến giải khác nhau là tốt, không cần lo lắng. Hai chị em dâu hàn huyên một lúc về chuyện gia đình, Mai Phi bỗng đè thấp giọng nói, Thương Mai, ngươi phải cẩn thận Nghi Phi, nàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương Mai biết nàng ta không phải vô duyên vô cớ nói như thế, nhất định là cảnh giác gì đó khi qua lại với Nghi Phi rồi. Ta biết, Thương Mai nói,
Mai Phi gật đầu, bổn cung biết mình trước đây từng làm chuyện có lỗi với ngươi, trong lòng bổn cung rất hổ thẹn, lần này nếu không phải là vương gia ở trước mặt Hoàng Thái Hậu cất nhắc bổn cung nhất định sẽ bị Nhi Phi đùa giỡn trên lòng bàn tay, ngay cả Tam Hoàng tử cũng sẽ bị áp chế, những lời tốt đẹp thì bổn cung không nói, nhưng sau này Vương Phi có chỗ cần dùng đến bổn cung, cứ việc nói là được. Thương Mai nhìn nàng ta, khẽ mỉm cười nói, Mai Phi nương nương không cần nói thành nghiêm trọng như vậy, chuyện trước kia đã qua rồi, ta cũng không để trong lòng. Thương Mai thể hiện ý tốt, Thương Mai sẽ không tin hết, Mai Phi cũng là người tâm cơ, nàng ta không có chỗ dựa, chỉ có thể tìm kiếm người dựa vào, không cần nghi ngờ, không chỗ hậu thuẫn, giống như nàng ta trước đây, cũng chỉ muốn sống một cách có tôn nghiêm mà thôi, chứ không nhất định phải tranh đoạt gì cả. Về đến Vương Phủ, lại nhìn thấy Tô Thanh và Tiêu Thác đều đến rồi, ba người ngồi ở trong sảnh chính, thần sắc nghiêm nghị. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thương Mai đi vào thấy bầu không khí không đúng, bèn hỏi. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn Thương Mai, bên ngoài có người loan tin, nói Hoàng thượng mắc quỷ diện sang. Thương Mai nhìn sang Mộ Dung Khanh cũng nhìn cô, thần sắc phức tạp. Trong lòng Thương Mai trùng xuống, người cho rằng là ta nói. Nàng trước khi đến Hy Vi Cung, tin tức này chưa từng lộ ra, đến Tô Thanh và Tiêu Thác cũng không biết. Mộ Dung Khanh mặt mày không có cảm xúc gì nói. Tiêu Thác á một tiếng, kinh ngạc nói như thế, là thật sao? Hoàng thượng thật sự mọc quỷ diện sang sao? Tô Thanh nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta, vừa rồi chúng ta đã nói nửa canh giờ, người không tin. Tiêu Thác lẩm bẩm nói, ngược lại không phải, chỉ là ta sau khi thành thân, ít cho qua lại mọi người, ta vừa rồi tưởng hai người bắt tay để trêu ta, cho nên ta cố ý giả vờ tin. Tô Thanh không khách khí nói, chọc ngươi cũng sẽ không lấy bệnh tình của Hoàng thượng ra chọc ngươi. Bản thân ngu ngốc đừng xem tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Thương Mai không màng đến hai người tranh cãi nhí nhố, chỉ nhìn Mộ Dung Khanh, người cho rằng là ta nói, phải không? Mộ Dung Khanh không nói chuyện, thần sắc vẫn rất lãnh khốc. Vương gia không phải có ý này. Tô Thanh vội giảng hòa, chúng ta bây giờ không phải đang thảo luận sao? Mộ Dung Khanh lại từ từ mở miệng, không, bản vương chính là có ý này, là nàng nói ra ngoài. Thương Mai cười lạnh, ta tại sao phải làm như thế? Mộ Dung Khanh cũng cười lạnh, bởi vì nàng cảm thấy bệnh này không nghiêm trọng, nàng có thể chữa trị, nàng muốn giành lấy phần công lao này, muốn xây dựng uy vọng. Mộ Dung Khanh, trong lòng Thương Mai rất thất vọng, người nhìn ta như thế sao? Nàng dám nói không phải không? Quý Thái Phi một mình tìm nàng phải không? Các nàng đạt thành hiệp định gì? Mộ Dung Khanh tiếp tục lạnh lùng hỏi. Ánh mắt của Thương Mai hơi ngây dại, bà ấy tìm ta. Ta đã lập tức nói cho người, người không tin ta, ta cũng hết cách. Mộ Dung Khanh tối sầm mặt mày, được, nếu đã như thế, nàng cũng đừng trách bản vương vô tình, người đâu, đem vương phi nhốt vào trong địa lao của vương phủ. Người muốn nhốt ta, ta còn phải đến lương vương phủ châm cứu, Mộ Dung Khanh, người điên rồi sao? Thương Mai rất tức giận, giữa bọn họ, vậy mà sẽ xuất hiện nguy cơ tín nhiệm như này. Thật là cho cô 1000 cái đầu cũng không ngờ tới. Dẫn đi, Mộ Dung Khanh đanh giọng nói. Vương gia, đừng quậy, không thể là Thương Mai. Tô Thanh ngăn cản. Nghiêm Vinh lại đã bước vào trước một bước, cúi người với Thương Mai, Vương Phi mời. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, lắc đầu, thất vọng nói, hy vọng người chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu không người thật sự khiến ta rất thất vọng. Thương Mai nói xong thì xoay người ra đi. Tiêu Thác sững sờ nói, không thể là Thương Mai chứ. Mộ Dung Khanh thu lại lửa giận trong đáy mắt. Dần dần phủ lên một tầng hàn băng, đương nhiên sẽ không phải là nàng ấy. Vậy người còn nổi giận với nàng ấy? Tô Thanh không hiểu. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta, tại sao bệnh tình của Hoàng thượng lâu như vậy đều không bị lộ ra ngoài, mà sau khi nàng ấy đến thì bị lộ. Hơn nữa lời đồn trong dân gian, trực tiếp chỉ thẳng vào nàng ấy, nói là nàng ấy tiết lộ ra ngoài. Có người cố ý vu khống nàng ấy. Nguyên nhân vu khống nàng ấy thì sao? Mộ Dung Khanh lại hỏi. Cái này, Tô Thanh suy nghĩ một lát, bên ngoài đều nói là Vương Phi lan truyền ra ngoài, Vương gia nhất định sẽ tức giận, phu thê trở mặt. Trở mặt là một mục đích trong đó. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói, với cả, quỷ diện sang là bệnh nguyền rủa quái ác, đế vương của Đại Chu mắc quỷ diện sang, dân gian hoảng sợ, đại thần sẽ cầu diện thánh, chứng thực chuyện này, như thế, bản vương và Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ loạn bước chân, lúc bất lực mạo hiểm để Thương Mai vào cung chữa trị cho Hoàng thượng. Nhưng chuyện này từ đầu đến cuối đều chỉ là một cục diện, cho nên, chữa bệnh sẽ không thuận lợi, một khi trong lúc chữa bệnh xuất hiện vấn đề,
Thương Mai sẽ bị gán tội chết, bệnh của Hoàng thượng cũng sẽ công khai khắp thiên hạ. Đến lúc đó, Hoàng thượng cho dù không có băng hà, cũng sẽ bị ép thoái vị. Nhưng, Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng đều nhất định sẽ truy cứu, hiện nay bên ngoài đều nói là Vương Phi tiết lộ, Hoàng Thái Hậu chỉ sợ chưa chắc tin Thương Mai, Hoàng thượng càng sẽ không tin. Tô Thanh lo lắng nói. Phải, bọn họ sẽ không tin, nhưng, trước tin ổn định qua hai ngày này, sau tính kế tiếp. Thần sắc của Mộ Dung Khanh đã khôi phục bình thường. Vương gia có tính toán rồi. Tiêu Thác hỏi. Chưa, Mộ Dung Khanh đáp lại một cách ngắn gọn. Chưa có người còn điềm nhiên như thế. Trước khi bách quan ép vào cung, Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ hỏi tội Thương Mai. Tô Thanh lo lắng nói. Cho nên, bản vương đã nhốt lại. Người đừng ngây thơ như thế. Tô Thanh sững ra, nhìn hắn, ý của vương gia là nói cho Hoàng Thái Hậu. Người muốn đích thân điều tra chuyện ai tiết lộ để kéo dài thời gian sao? Đây là cách tạm thời. Được rồi, quả thật cũng không có cách hay hơn rồi, chỉ là Vương Phi hình như rất tức giận. Tiêu Thác nhắc nhở, có cần nói cho Vương Phi biết không? Không cần đâu, nàng ấy sẽ hiểu. Mộ Dung Khanh biết sự thông minh của cô, bây giờ chỉ là giận hồ đồ mà thôi. Rốt cuộc là ai nói ra ngoài chứ? Chuyện ngay cả ta cũng không biết, người ngoài sao lại biết được? Tiêu Thác tức giận nói. Mộ Dung Khanh không có lên tiếng, nhưng thật ra cũng có thể nghĩ được, người trong triều đối đầu với hắn, chỉ có hai phe, không phải là thái phó thái tử thì là đệ đệ và mẫu thân tốt của hắn. Nhưng, Hi Vi Cung không cho phép bất kỳ ai lại gần, tin tức càng bảo mật đến gió cũng không lọt, là ai cậy được miệng của người Hi Vi Cung. Tô Thanh, Tiêu Thác, hai người các ngươi điều tra bối cảnh của từng người hầu hạ trong Hi Vi Cung, hoặc xem gần đây ai ra khỏi cung. Mộ Dung Khanh phân phó. Người nghi ngờ là người của Hi Vi Cung tiết lộ sao? Trừ người của Hi Vi Cung biết bệnh tình của Hoàng thượng ra, thì chỉ có Tôn Công Công trong cung Hoàng Thái Hậu, người cho rằng Hoàng Thái Hậu và Tôn Công Công sẽ nói sao? Tô Thanh lắc đầu, vậy thì càng không thể, Hoàng Thái Hậu sẽ không nói, Tôn Công Công là người trước kia Thái Hoàng Thái Hậu giữ lại, chắc chắn sẽ không nói. Cho nên, Mộ Dung Khanh kéo dài âm, bỗng trở nên hung ác, còn không hành động. Hai người bỗng như hỏa tiễn chạy đi, thật là, muốn trộm lười một lát cũng không được, những ngày tháng tốt đẹp này chưa sống được mấy ngày. Chương 434, nhà lao. Đúng như Mộ Dung Khanh nói, Thương Mai ở trong đại lao ngồi nửa canh giờ thì hiểu dùng tâm khổ sở của Mộ Dung Khanh. Cô vắn kiệt đầu óc mà nghĩ, rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này ra ngoài, người biết chuyện này, có mấy người. Trong đầu nghĩ một lượt, cảm thấy Quý Thái Phi và Nam Hoài Vương là khả nghi nhất. Nhưng trước đó rất chắc chắn Quý Thái Phi không biết bệnh của Hoàng thượng, nếu không bà ta sớm đã tuyên bố ra rồi. Trước đó không biết, bây giờ sao lại biết được? Lương Thái Phó cũng không thể nào, bởi vì Hoàng đế bị ép thoái vị thì Thái tử có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, nhưng Lương Thái Phó chắc cũng không biết bệnh của Hoàng đế. Thương Mai nghĩ đến lúc Mộ Dung Khanh dẫn cô vào, cấm quân vốn dĩ ngăn cản, nhưng sau vẫn chọn buông tha, có thể thấy người của Hi Vi Cung thật ra trong lòng đều hiểu. Bản thân sau này không có đường sống rồi, có thể cậy quyền thì cậy quyền, không thể cậy quyền, bệnh tình của Hoàng đế công khai thì chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Đúng thật, Hoàng đế ban đầu chọn ở Hi Vi Cung dưỡng bệnh, người sắp xếp ở bên cạnh nhất định là tâm phúc. Nhưng phàm là tâm phúc, độ trung thành nhất định rất cao, có điều, độ trung thành có cao hơn nữa đều sẽ bị lung lay trước cái chết gần càng gần, nếu như lúc này có người gài mưu, công khai bệnh tình của Hoàng đế ra, chưa chắc không có ai nguyện ý. Thương Mai đang suy nghĩ, bèn nghe thấy âm thanh vang lên ở cửa. Thương Mai ngẩng đầu, sau đó xoay người lại, lạnh lùng nói, người đến đây làm gì? Mộ Dung Khanh trong tay cầm một vò rượu, cầm một đĩa đổ nhắm ở cùng nàng. Không cần, sắc mặt của Thương Mai không dễ nhìn, nhíu mày, đen sì giống như mực. Mộ Dung Khanh mở cửa nhà lao, ngồi trên thảm cỏ khô, nhỏ mọn, còn chưa hiểu sao. Hiểu là một chuyện, tức giận lại là một chuyện khác. Người có thể nói trước với ta. Nói rồi thì không giống thật rồi. Mộ Dung Khanh đưa tay kéo lấy cô nhòi vào trong lòng hắn, được rồi, không tức giận, tạm thời thôi. Vậy người bây giờ có manh mối rồi sao? Thương Mai cũng không tức giận, cũng không có gì phải tức giận. Để Tiêu Thác, Tô Thanh đi điều tra rồi, tin chắc rất nhanh thì biết là ai tiết lộ bí mật. Mộ Dung Khanh điềm nhiên nói. Người ngược lại không để tâm, chuyện này rất nghiêm trọng đấy có biết không hả? Bên phía Hoàng Thái Hậu chắc đều hoảng hốt rồi. Thương Mai hỏi. Phải, cho người mau chóng truyền tin bản vương vào cung triệu kiến. Vậy người còn không đi?
Thương Mai giật lấy vỏ rượu của hắn uống một ngụm, phì một tiếng nhả ra, người điên rồi sao? Đây không phải rượu, chua chết đi được. Đây là giấm, Mộ Dung Khanh nuốt nước bọt nói. Người cầm giấm đến làm gì? Thương Mai trợn mắt, bách tính trong kinh nói kinh thành Đại Chu có hai ngốc một bá, Tô Thanh, Tiêu Thác là đồ ngốc, Lương Vương Mộ Dung Toàn là người bá đạo, theo cô thấy, Mộ Dung Khanh mới là người ngốc nhất. Qua cơn nghiện rượu, giữ sự tỉnh táo, Mộ Dung Khanh cầm vò rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mặt mày bỗng nhíu lại, giống dưa muội héo quắp lại. Uống giấm sao qua cơn nghiện rượu chứ? Thương Mai bật cười, thật là đồ đại ngốc. Mộ Dung Khanh từ từ nói, ngự y nói rồi, uống giấm có thể tráng dương, bản vương kiên trì uống nhiều một chút, sau này chúng ta sinh một tiểu tử mập mạp. Thương Mai sững người, người nghĩ như thế sao? Phải, nàng không muốn sao? Mộ Dung Khanh hỏi ngược lại. Thương Mai không biết cơ thể này của mình có thể sinh con được không, tử cung của cô rất kém, hơn nữa bị hồng hoa tổn thương nguyên khí, đương nhiên rồi, cô biết hồng hoa thật ra chưa chắc có thể khiến người ta không thể mang thai sinh con, chỉ là tử cung thật sự quá tệ, muốn sinh con, ít nhất phải điều dưỡng 2-3 năm. Người thật sự rất muốn có con sao? Thương Mai thật sự rất băn khoăn, chưa nói cô bây giờ không biết có thể sinh con được không, cho dù có thể, cô thật sự muốn sinh sao? Mộ Dung Khanh lại uống một ngụm giấm, sau khi uống một ngụm, hắn ném sang một bên, nhíu mày, khó uống chết đi được. Thương Mai thấy hắn không có trả lời thẳng vấn đề, chắc là rất muốn con, ai nói giấm có thể tráng dương chứ? Ngự y nói, ngự y nào, đây không phải là nói linh tinh sao? Thương Mai không khách khí nói, là nói linh tinh sao? Mộ Dung Khanh không tin, nhưng hắn nói phải rất huyền diệu, ai uống giấm rồi, một phát được con trai. Thương Mai nhìn hắn, Mộ Dung, hỏi người vấn đề nghiêm túc, nếu như ta không thể sinh con, người sẽ tìm nữ tử khác sinh không? Mộ Dung Khanh nhìn cô, ánh mắt vô tình thâm tình, dịu dàng gần như nhỏ ra nước, Thương Mai nhìn ánh mắt của anh đều không kìm được động lòng, động tình không thôi, sau đó, hắn chắc nịch nói, sẽ. Thương Mai ói ra máu. Sau đó, hắn từ từ nói, người tin không? Tin, sao không tin chứ? Người không chọc ta tức chết thì không yên được. Đi đi đi. Thương Mai tức giận nói. Vừa rồi có một chút không khí lãng mạn, đều bị hắn phá hỏng rồi. Người này, có thể bớt đùa trong chuyện tình cảm và cuộc sống riêng không? Được, được, cùng lắm không tìm là được. Hắn rất khó xử nói. Không, người vẫn nên tìm đi, cũng không cần tìm người khác, trong phủ của người không phải còn vị tôn trắc phi sao? Thương Mai lạnh giọng nói. Mộ Dung Khanh cầm lại vỏ giấm, đưa cho cô, nàng uống đi. Nàng thích hợp, còn tôn trắc phi, từ khi từ phủ thái phó về, lại đến phòng của quý thái phi, người khá bận, đừng làm phiền người ta. Thương Mai sững ra, hửng, có kịch. Mộ Dung Khanh nhìn cô, gương mặt lắc lư trước mặt cô, rất kỳ lạ sao. Chủ nghĩa lợi ích mà thôi, nàng là kẻ địch của bọn họ, những kẻ địch này tự nhiên sẽ liên minh lại đối phó nàng. Thương Mai bá vai của bắn, xem ra, trong lòng người hiểu rõ, bước tiếp theo, người định hành động như thế nào. Liên quan đến nàng sao? Nàng người ngồi trong nhà lao thì chỉ cần lo ngồi trong nhà lão là được. Thương Mai ngây ra, có hơi nghẹn lời hỏi ông trời, tại sao muốn tìm một nam nhân như này làm phu quân chứ? Được rồi, đi đây. Mộ Dung Khanh cầm vỏ giấm của hắn, đồ ăn này, cho nàng, bản vương làm đó. Thương Mai có hơi ngạc nhiên, người làm. Hắn vậy mà biết xuống bếp, vị gia này là người 10 ngón tay không dính chút nước, sợ bẩn nhất. Cảm động đến phát khóc rồi. Mộ Dung Khanh mở cửa nhà lao, lát nữa gọi người đưa chăn cho nàng, tối nay một mình ngủ, bản vương rất thoải mái rồi. Thương Mai tức muốn chết, vừa rồi thật sự có hơi cảm động. Mộ Dung Khanh đứng ở ngoài nhà lao, hạ Thương Mai, bản vương sẽ không để bất cứ ai bắt nạt nàng. Thương Mai a một tiếng, nước mắt ửng ửng, nhìn hắn, vừa muốn chạy ra ôm hắn một cái. Liền nghe thấy hắn hừ một tiếng, muốn bắt nạt, cũng phải là bản vương bắt nạt. Ai dám cướp quyền của bản vương? Sau khi, cầm vò giấm của hắn đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi. Mộ Dung Khanh, người không thể bình thường một chút sao? Nói vài lời dễ nghe thì sẽ chết sao? Thương Mai gào giọng nói. Chung sống với hắn, thật sự muốn bớt điên cũng không được. Mộ Dung Khanh không ngoảnh đầu mà khoát tay, nghỉ ngơi đi. Lời dễ nghe ai không muốn nghe, nhưng phải nói ra khỏi miệng mới được, ai nguyện ý cả ngày nói mấy lời tình ý đó chứ? Ngấy chết người rồi. Nữ nhân thật là thứ kỳ lạ. Nghiêm Vinh đứng ở cửa nhà lao, khóe miệng giật giật, vương phi thật đáng thương.
Con người vương gia, nhìn khá tốt, nhưng ai gả ai biết. Thương Mai ngồi xuống, cầm cái đĩa có thứ đen xì xì lên, cũng không biết là gì, nhưng ngửi có mùi thơm, cô nhíu mày, có thể ăn không? Ăn không chết người là được rồi, Nghiêm Vinh ở cửa lớn tiếng nói. Trên trán Thương Mai xuất hiện mấy vạch đen, vẫn là nếm thử một miếng, rốt cuộc là thứ hắn chính tay làm, không thể bỏ lỡ lần đầu của người ta. Cô nếm thử một miếng, bỗng mặt nhăn nhó, khó ăn vượt khỏi cảnh giới mới rồi. Là thịt cừu non, nhưng là thịt cừu ai lại dùng giấm nấu rượu chứ? Chương 435, vọng tưởng thu được ngươi. Mộ Dung Khanh không biết có phải uống giấm thành nghiện rồi không, bây giờ là giấm không rời người, đi đâu cứ phải uống vài ngụm. Tối đó Nghiêm Vinh đưa chăn đến nhà lao, không lâu sau thì thấy Mộ Dung Khanh cũng đến, hắn cũng ôm một chiếc chăn. Người đến làm gì? Thương Mai thấy hắn đi thẳng vào, hỏi. Phu thê đồng mệnh, nàng ngủ ở đâu bản vương ngủ ở đó. Hắn liếc nhìn chiếc giường của Thương Mai, chán ghét nói, nàng luộm thuộm như vậy sao? Dưới cũng không giải chiếu sao? Trực tiếp lấy chăn trải lên rơm, thật bẩn. Nghiêm Vinh nói, Tiểu Khuyên đã đi lấy rồi, tới ngay. Ta bây giờ là bị giam ở Đại Lao, đâu có đòi hỏi nhiều như thế chứ? Thương Mai lườm nói. Không phải nàng đòi hỏi, là bản vương đòi hỏi, bản vương cũng phải ngủ. Mộ Dung Khanh khịt mũi, bỗng chán ghét nói, nàng không tắm. Thương Mai không khách khí nói, người cho rằng ở đây là nhà lao năm sao à? Còn có phòng tắm? Sao không thể chứ? Mộ Dung Khanh phân phó Nghiêm Vinh, đi bảo Trương La bê thùng tắm qua đây, đổ đầy nước, người tự mình canh chừng ở bên ngoài, ai cũng không cho phép vào, mũi cũng phải kiểm tra là được hay cái mới được thả ra. Không cần phiền phức đâu, ta không tắm, ta đâu cũng không đi, tắm làm cái gì? Ngồi tù cũng phải có phong cách ngồi tù chứ. Nàng không tắm ai ngủ với nàng chứ? Mộ Dung Khanh mày mắt trợn ngược, phân phó Nghiêm Vinh, đi ngay. Nghiêm Vinh ấm ức xoay người, ta là võ quan ngũ phẩm, lại đi tranh việc của người hầu. Đâu ra mà lắm lời thế? Mộ Dung Khanh gào lên. Nghiêm Vinh bịt tai chạy ra ngoài, đi, đi còn không phải được rồi sao? Hở một tí mà nổi giận, có thể lấy được thê tử thì thuần túy chỉ xem mặt. Nữ thần thật sự là động vật da mỏng. Tiểu Khuyên ôm Chiêu vào thì tròn mắt, nàng ta ấm ức thay cho chủ tử, bây giờ vô duyên vô cớ ngồi nhà lao, sao không oan ức cho được? Được rồi, không khóc nữa, không phải chỉ là ngồi nhà lao thôi sao? Ta ngồi được, Thương Mai vừa mới đã an ủi rồi, nhà đầu này thật là nước mắt như nước biển. Nô tỳ tối nay không đi, ở bên ngoài với Nghiêm đại nhân. Tiểu Khuyên thút thít nói. Không, bên ngoài lạnh lắm, đừng đợi ở bên ngoài. Về đi ngủ đi. Không, không về, nô tỳ đã nói với Nghiêm đại nhân rồi. Tiểu Khuyên cứng đầu nói, hơn nữa, tiểu đao cũng ở bên ngoài. Nói xong, nàng ta ra ngoài giúp Trương La bê nước tắm. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, nhìn, chuyện tốt người làm đó, thật không hiểu người mà, vương phủ này xây nhà lao làm gì. Lại không phải ngõ môn. Bản vương khi rời cung vào phủ, bèn cho người xây dựng nhà lao này. Đợi chính là để nhốt nữ nhân không nghe lời như nàng, vốn dĩ thiết kế bức tường này đều là dụng cụ hành hình, để người khác vừa vào nhà lao này có một loại ảo giác bước vào địa ngục. Mộ Dung Khanh nhe răng nghiến lợi, giả làm ác quỷ hù dọa cô. Thương Mai trợn ngược mắt, thật là thanh niên thích tìm thú vui. Có điều, cô từ thiết kế của nhà lao này có thể nhìn ta, nơi này là nhốt trọng phạm. Đào đất mà vào, tường đồng vách sắt, hai bên thông gió, đỉnh đầu không khí có thể lưu thông. Hàng rào là dùng huyết thiết chế thành, thiết kế tinh diệu, tuy không hiểu cơ quan, nhưng vị trí cửa và chính giữa trên tường có hòn đá nhô ra, dường như là nút khởi động cơ quan. Chỗ này của người chắc sẽ không có địa đạo chứ? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh bỗng cảm thấy chơi không vui, nàng từ đâu nhìn ra có địa đạo? Trước mặt đèn xì xì, ánh sáng chiếu vào bị nuốt mất, chứng minh chưa đến điểm cuối. Không sai, chỗ này là lối vào của địa đạo, có gì đột ngột xảy ra? Từ địa đạo có thể trốn thoát. Thương Mai cảm thấy rất kinh ngạc, giờ Thái Bình thịnh thế như vậy, hắn làm địa đạo làm cái gì? Hắn là bất cứ lúc nào có lòng chuẩn bị trốn đi. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói, bổn vương đắc tội nhiều người, khó đảm bảo sẽ không có ai muốn lấy đầu của bổn vương, nhiều thêm một đường lui là tốt. Thương Mai khẽ thở dài, phải. Hắn làm nhiếp chính vương không lâu, nhưng, trước khi làm nhiếp chính vương, hắn đã là chiến tướng chiến công hiển hách. Có người đố kỵ có người nhìn không thuận mắt cũng là điều hợp lý. Xung quanh đều là những con sói đang nhìn chằm chằm, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu.
Nghiêm Vinh thật sự kêu người chuyển thùng tắm vào, còn đổ nước nóng vào, Thương Mai ở trong nhà lao tắm nước nóng sông Hương. Ngủ ở đây không có gì không quen, cô không phải là người cao sang chảnh chọe gì, sườn dốc ở núi hoang, chỉ cần mệt quá, đều có thể ngủ được. Hơn nữa, vốn dĩ giường của bọn họ không có mềm mại, Mộ Dung Khanh quen ngủ giường cứng, ở điểm này, hắn bằng lòng nằm. Đương nhiên, cũng không nói gì về chỗ ở, bởi vì cô đều không có yêu cầu giường cao gối mềm gì cả. Nơi có hắn chính là nhà. Hoàng Thái Hậu triệu kiến người vào cung, người còn không đi sao? Thương Mai nằm úp trong lòng hắn, tâm sự trùng trùng hỏi. Không vội, Mộ Dung Khanh ôm cô, cọ vào bên tai cô, không biết từ đâu lại lấy ra vỏ giấm của hắn, nào, uống một ngụm. Thương Mai đẩy ra, không uống. Uống đi, bản vương uống cùng nàng. Mộ Dung Khanh nói rồi, bản thân sau khi uống một ngụm thì đưa cho cô, sống chết muốn cô uống. Thương Mai mới đầu còn tưởng hắn uống giấm chỉ là vì giải cơn nghiện rượu, nhưng bây giờ xem ra không phải, hắn không chỉ bản thân uống, còn ép cô uống, một ngày này, cô cảm thấy mình ngửi mùi giấm thì muốn nôn. Nói thật, người rốt cuộc cầm số giấm này làm cái gì? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh không để ý đến nàng, uống một ngụm, tắc miệng, tiến sát hôn Thương Mai. Thương Mai bỗng đẩy hắn ra, ôm bụng nôn, khó chịu chết đi được. Mộ Dung Khanh lại đắc ý mỉm cười, đáy mắt phụt qua một tia dị thường. Điên rồi, người cút về ngủ đi, đừng ở đây nữa. Thương Mai tức giận nói. Mộ Dung Khanh lại ôm nàng vào lòng, cánh tay rắn chắc vòng lấy, chân quắp chặt im miệng, ngủ đi. Thương Mai tức điên rồi, còn muốn nói tiếp, hắn dứt khoát lật người phủ lên cô, Thương Mai dùng đẩy ra, đây là nhà lao, bên ngoài còn có người. Bọn họ sẽ không vào. Mộ Dung Khanh cắn tai của cô, im miệng ngủ đi, đừng quấy rầy bản vương, bận. Thương Mai bỗng thấy vô lực trong lòng, hắn rốt cuộc có biết không, tình hình bây giờ là rất nghiêm trọng. Thanh Ninh Các. Tối nay có một cơn mưa đông tầm tã, thời tiết càng lúc càng lạnh. Tô Phương Nhi đứng ở hiên nhà, quần áo mỏng manh, khiến nàng ta run rẩy, lại không muốn khoác thêm áo, không muốn quay về. Nàng ta cắn răng, đáy mắt sinh hận, một cây thường xuân trước hiên bị nàng ta ngắt trụi. Nhìn thấy rồi chứ, tuy là nhốt lại, nhưng hắn lại cùng nàng ta ngủ ở đại lao, hắn là không tim không có tình cảm sao. Hắn chỉ là không yêu ngươi, cho dù ngươi hạ cổ, hắn vẫn không yêu ngươi. Giọng nói chế giễu của Nam Hoài Vương truyền đến, từng câu từng chữ nhu dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim của nàng ta. Gương mặt Tôn Phương Nhi yên tĩnh, hận ý thu lại, khẽ nói, vậy thì sao chứ? Không như nào cả, chỉ là nghĩ tới lời người nói lúc trước. Mộ Dung Khanh sẽ giết nàng ta hoặc đuổi nàng ta ra ngoài, cảm thấy buồn cười mà thôi, người lấy đâu ra tự tin cho rằng hắn sẽ làm như thế. Chỉ vì người không câu dẫn được hắn thì cho rằng hắn là người vô tâm sao. Đủ rồi, Tôn Phương Nhi hơi tức tối. Khẩu khí của Nam Hoài Vương lạnh lẽo giống như mùa đông này, bản vương chỉ là cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng mà hỏng chuyện lớn, Mộ Dung Khanh không yêu ngươi, hắn cả đời này đều sẽ không yêu ngươi, không những như thế, hắn còn cười nhạo tấm lòng của ngươi. Nam nhân như thế, người còn muốn hạ thủ lưu tình với hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.